Nam mô giáo chủ ta bà bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, hôm nay chúng con xin án vị Ngài. Kính xin Đức Thế Tôn về ngự để chúng con có nơi lễ lại tung thiền. Kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật chứng minh. Trước hết chúng con xin dâng hương, khói hương bay khắp bầu trời xanh, rốt ráo tâm con bổn nguyện lành. Trên khói hương này xin Phật ngự, chứng cho đệ tử tấm lòng thành. An vị Phật. Lễ an vị kim thân Phật tổ, nơi đạo tràng là chỗ kinh tôn. Chúng con dâng hết tâm hồn, ngưỡng cầu Đức Phật Thế Tôn chứng lòng. Hàng Phật tử dung trọng coi đức, đồng thành tâm hiệp lực tạo ra đạo thiền tam bảo nguy nga, đặng cho có chỗ gần xa tung thiền. Chúng con lòng thiền thỉnh rước kiềm bảo thần Ngài ngự trước nơi đây, dựa lòng từ chúng bao giây, một lòng kính lại Đức Ngài bổn sư. 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, đủ tài năng đủ phép quyền linh, khắp trong vạn vật chung sanh, tán dương ca ngợi công trình Thế Tôn. Trong ba cõi không ai sánh vi, thật cao siêu đức trí vẹn toàn. Phật là ngọn đuốc tự quang, chúng con noi dấu theo đàn Ngài đi. Mong lượng cả tự bi tam bảo, chứng lòng thành tâm đạo các con, cầu xin tam bảo hằng còn. Chúng con nương tựa gieo bòn phước duyên. Lạy Phật, kính lạy Phật từ bi cứu thế, đem đạo thiền phổ tế chúng sanh. Trần gian biết nẻo tu thiền, nhờ tâm thanh tịnh quang minh soi đường. Lễ Pháp, kính lại Pháp là phương giải thoát, gốc tu thiền chánh Pháp từ xưa. Pháp tu chứng đắc kịp giờ, độ người qua đến bến bờ bên kia. Lễ Tăng, kính lại Tăng nghiêm trì giới luật hạnh, Tăng vô nhất vật thanh bằng, tự mình giác ngộ ly chân, giúp người giác ngộ chuyên cần công tu. Tôn kính Phật bảo, Phật là đấng tối cao giác ngộ, lập đạo thiền tế độ chúng sanh. Luật nghiêm giới cấm bàn hành, là người dẫn lộ chỉ rành nẻo tu. Cõi trần thế bịt mù tâm tôi, biết đâu là đường lối thoát thân. Đầu tiên một bậc siêu nhân, cất mình thoát tục bước chân lìa đời. Đây đệ tử là người mong mỏi, dứt trần duyên theo dõi học hành. Kính dẫn một tấm lòng thành, phụng thờ Đức Phật đạo thiền cao siêu. Tôn kính Pháp bảo, Pháp của Phật giao điều chân lý, theo thiền tông học Pháp tu hành. Bài một thất tùy thân, Pháp môn thanh tịnh giúp nhân rõ lời. Pháp giải thoát khỏi nơi thế sự, được rơi vào bể tánh an nhàn. Sống chung tu học dễ dàng, thiền tông thánh tịnh mở đàn quyền môn. Lời thuyết Pháp hùng hồn cảnh tỉnh, giúp chúng sanh dứt bệnh hôn trầm. Quy thái diệu Pháp tâm thâm, chúng con hết dạ thành tâm vụng thờ. Tôn kính Tăng bảo, Tăng là các vị sư thanh tịnh, thể không chẳng dính bụi trần. Lì già các ái kinh thân, dứt trừ bổn ngã lãnh phần đổ sanh. Tăng là người thừa hành Phật Pháp, đem đạo thiền dạy khắp thế gian. Hồng trần đám lửa cháy lan, nước mưa thiền học xối tràn tắt ngay. Trừ thánh tăng công dài vô hạn, giúp chúng sanh bảo quản nhọc nhằn. Đội ơn cảm đức không ngăn, chúng cô thờ kính lệ hàng dám sang. Chúc mừng chánh pháp, đèn chánh pháp ngày nay tỏ rạng, như mặt trời chiều sáng phương đông. Nhơn sanh đều tính rất nồng, mà phóng xa tầm mắt nhìn trong vui mừng. Mừng thấy rõ phục hưng thiền học, bấy lâu nay ẩn khuất khôn lường. Hiện giờ sang tỏ bốn phương, tiếng thôn vang dội mùi hương ngọt ngào. Nhờ giáo chủ truyền trao giáo lý, pháp thiền tông học biết tu hành. Diệt trừ tận gốc lợi danh, không còn che lộn đua tranh với đời. Thiền thanh tịnh là nơi cực lạc, người thanh tịnh đã khác người trần. Sống riêng trong cõi tinh thần, trao dồi tâm trí sắc thân chẳng mà. Mượn tu đại lên đàn cứu khổ, để thế gian làm chỗ giữa nương. Tự người săn sóc cúng dường, ra cổng tô đắp con đường tương lai. Ngày ba bữa ăn chay đạm bạc, thể ít nhiều lê gót tùy duyên. Pháp màu thanh tịnh giáo khuyên, nếu cao một tấm gương thiền soi chung. Về chỗ ở ung dung nhàn hạ, dưới gốc cây liều lá đơn sơ. Miễn là tranh nắng đục mưa, không cần xinh đẹp chẳng ứa màu mè. Về sự mặc đủ che thân thể, không xe xua không vẽ phù hoa. Tấm y bá nạp nhu hòa, đám mây chở khách ta bà dân du. Hạnh thanh tịnh pháp tu của Phật, lẽ sống chung vạn vật chung sanh. Không riêng xã hội gia đình, không phân chủng loại hữu tình vô tri. Người giải thoát đoạn ly thế sự, hiệp thành đoàn thanh tịnh vũ phương. Thiền thanh Đức Phật chủ trương, dạy môn thanh tịnh mở đường Như Lai. Pháp trí tuệ biện tài vô nghệ, vừa học qua vừa giải chúng sanh. Chính trong chỗ học và hành, nhiều người thực hiện được thành toàn năng. Thiền thanh tịnh thượng tầng quyền diệu, hiểu thiền thanh là hiểu thiên cơ. Rủi mai diệt trước ai ngờ, giúp cho thiên hạ nếm mùi thiền thanh. Rừng trần thế u minh mờ tối, người lạc vào mất lối trở ra. Sanh thân rồi lớn rồi già, rồi đau rồi chết lìa quá một đời. Rồi theo nghiệp luân hồi trở lại, cũng sanh thân cũng lại tấn tuồng. Bánh xe tứ khổ quay cuồng, mà sanh già đau chết theo guồng chuyển xây. Người đời mãi tạo gây lấy nghiệp, để rồi ra chịu kiếp luân trầm. Việc làm người phải vô tâm, nào hay có chỗ lạc lầm về sau. Ai là kẻ thương nhau dìu dắt, chỉ cho người biết chắc lối đi. Vượt qua khỏi đám rừng nguy, thoát qua số kiếp lưu ly trở về. Kìa chánh đạo Bồ Đề sáng tỏ, người tu thiền vạch rõ con đường. Hạnh tu thánh tịnh phi thường, cũng như đuốc sáng soi đường lối chung. Kẻ chỉ thiền ra trong diệu dắt, lời thuyết thiền khuyên nhắc ân cần. Cho người biết nẻo tu tâm, đưa người thanh tịnh khỏi dần tội khiếp. Ôi trần thế hữu duyên hữu phước, mấy ngàn năm gặp được đạo thiền. Phá tan tình trạng người điên, pháp tu thanh tịnh ánh đèn minh quang. Thiền thanh tịnh bừng sáng chói, nhiều ngọn đèn to rọi sáng trưng. Nhân sanh khắp chốn vui mừng, mừng thiền thanh tịnh phục hưng thịnh thời. Cảm ơn Đức Phật, cúi đầu lại trước Phật vàng, chúc mừng thiền học đạo tràng Vĩnh Miên. Trên cao Đức Phật ngưỡng nhiên, Đức Ngài tột bực ở trên cõi trần. Quang minh tương tốt vô ngần, nhân lành nhiều kiếp góp phần tạo nên. Công trình quá khứ nào quên, đường trần nhiều lối bước lên nẻo lành. Xuất gia khổ hạnh tu hành, lập nên giáo lý tự mình tìm ra. Nối truyền chánh pháp Thích Ca, 25 thế kỷ nay đã mở pháp. Người tu hiện tại mấy ai biết được chánh pháp Như Lai đã truyền. Nhờ vậy thấy rõ chơn nguyên, thiền thanh chỉ rõ trần duyên xa lìa. Người tu thanh tịnh phân chia, không ham vật chất chỉ ưa thanh bần. Một thiền một thất một thân, ngoài ra chẳng cần lưỡng bàn chi xa. Hiện nay thiền tại nước ta, môn thiền thanh tịnh hiện ra đất rồng. Mở ra một cõi thiền tông, những người giác ngộ thông dong rất nhiều. Đạo thiền thanh tịnh cao siêu, người đã chứng được xem như sĩ hiền. Thiền tông thế giới không thiền, không còn sai đắm chút quyền lợi danh. Mỗi người một thất liều tranh, tâm người thanh tịnh tự sanh đạo màu. Tâm sáng thanh tịnh không cầu, nếu ai muốn biết dạy câu tu thiền. Tự mình phải biết phải chuyên, vì đây môn thiền của Phật Thích Ca. Nếu ai duyên lớn nhận ra, là mình giác ngộ thiết tha tu trì. Đừng đem những chuyện thị phi, và nói những cảnh u bi khổ sầu. Mà nói đạo thánh không cầu, không quán không tưởng không cầu với ai. Chỉ cần thanh tịnh suốt ngày, tâm mình phạt than thấy ai Niết Bàn. Chỗ này Phật dạy rõ ràng, nơi kinh diệu pháp chỉ đàn vượt qua. Đạo gốc của Phật Thích Ca giúp cho những loại vượt qua luân hồi. Như Lai chỉ dễ vậy thôi, để người trần thế luân hồi dừng đi. Nhớ Phật đời chen lộn, ngàn đời tội lỗi, con bước riêng một lối thánh cao. Đạo thiền cao quý biết bao, mình vừa tu tỉnh vừa trao sửa người. Cùng giải thoát khỏi nơi rừng thấm, dắt dìu nhau dẫm bước bon bon. Lối đi đã sẵn đường mòn, mà công người khai dẹp ai còn nhớ chăng. Đức Phật tổ toàn năng toàn giác, sanh trong trần nhưng khác người trần. Xem qua cuộc thế chuyện dần, cảm thương muôn loại chịu phần đau thương. Ngài tha thiết tìm phương cứu chữa, tự đem mình nghiệm rửa pháp môn. Dẫn thân vào chôn núi non, bỏ lìa điện ngọc lậu son ngay vàng. Tình phụ tử dứt ngang mãnh liệt, nghĩa phụ thế đoạn tuyệt can trường. Vượt qua tâm vách cương thường, hiển nhiên khai mở con đường đổ xanh. Buổi sơ khởi đã đành khổ nhọc, mãi lễ chân bại lọc ba lừa. Thấp cao đạo lý chẳng vừa, báo phen tìm kiếm chẳng chưa thấy gì. Ngài thông thả suy đi nghĩ lại, đạo có khi ở tại lòng ta. Hạng nhờ định trí tìm ra, xếp chân ngồi lại kiếp và công phu. Sáu năm chẳng rộng tu khổ hạnh, tấm thân còn một mảnh xương gầy. Nắng mưa sương gió nhuộm đầy, yếu lần đến đổi một ngày mòn hơi. Chợt tỉnh ngộ tức thời thấy rõ, đạo chưa thành thân bỏ sao ra. Độ đời nguyện lớn thênh thang, mỗi mòn thể dốc đảm đang sao rồi. Nghĩ cạn lẽ bèn thôi em xa, định ăn dùng đạm bạc thô sơ. mỗi ngày một bữa ngõ trưa, cũng vừa đủ sống cũng vừa trao tâm. Áo đã mặc nhiều năm rách rã, lượm dại vô trầm giá khiêu khâu, kiếm tìm từng miên giá không, thành y bá nạt ngò hầu che thanh. Rồi lần lượt bước chân giải thoát, đêm gương lành ôm bát qua trai, đói đo đắm đổi qua ngày, lúc chưa thành giáo đạo ai biết nhiều. Còn gặp phải lắm điều gây cấn, sự chết rằng ngộ trận ma dương, lúc ngài nhập định phóng quang, ma dương binh tướng minh ngang đánh rùa. Nhưng chúng phải bị thua chạy trốn, ngài vẫn ngồi an ổn tự nhiên, từ bi gương mặt dịu hiền, hào quang thanh tịnh môn thiền tỏa ra. Ma dương ấy quả là trần thế, e đạo ngài chủ trễ ngồi trên, trường tu đắp dựng móng nền, đổi xây thế cuộc lập nên đạo trường. Thì quyền lực đế vương sẽ mất, tinh thần hưng vật chất suy mòn, công danh là miếng mồi ngon, cũng không lai chuyển lòng son đạo vàng. Đời thế lực ngang tàn áp bức, đạo ôn hòa bủa khắp phục thâu, khó khăn muốn sự khởi đầu, thương người vẫn đạo biết bao nhọc nhằn. Bên ngoài đã lăn xăng rắc rối, bên trong còn tội lỗi gởi khiêu, những nàng ma nữ cợt điêu, ấy là dục vọng quần theo bóng hình. Nhưng ngài dũng sức linh thiền định, dựng tinh thần thanh tịnh chơn tâm, dòng căn nguồn gốc đã tầm, tham lam sân hận si lầm gian ra. Đắc trí huệ soi ra dạng pháp, phóng hào quang chiêu khắp ngàn trùng, phép linh chứng được lục thông, trải bao cố gắng khổ công bấy chày. Nắng dần dạt mưa mai gió tối, tròi trọi thân với cội Bồ Đề, nhất tâm phán nguyện lời thầy, nếu không thành đạo chưa hề dậy đi. Và nguyện lực sau khi đắc quả, đi khắp nơi hoằng hóa chung sanh, đầu tiên trên bước lữ hành, lẻ loi chỉ có một mình đường xa. Rồi lần lượt trải qua các xứ, phục thâu nhiều đệ tử giỏi giang, lập thành giáo hội đạo tràng, đắp tô xây dựng con đường mười phương. Đoàn hậu tấn noi gương hành đạo, chỗ gửi thân rốt ráo Niết Bàn, khởi hành từ chốn trần gian, về nơi bể tánh hưởng an đời đời. Từ ngàn trót bao người dông rủi, nay chỗ này là buổi chúng ta, con dòng hưởng lấy tài gia, đối nhìn thử nghiệp thương cha công trình. Càng rộng lớn gian danh đồ sổ, là người xưa lao khổ lại càng, tìm ra được ánh đạo vàng, nhọc nhằn khổ sở dễ dàng muôn đời. Ôi thật đáng cho đời kính ngưỡng, công đức ngài vô lượng vô biên, hỡi chư Phật tử hữu duyên, nhớ ơn tự phụ cận chuyên tu thiền. Hồi hướng chúng con đã vị Phật rồi, nguyện đem công đức vào đời chúng con. Chúng con nhất quyết lòng son, quyết tụ tánh tịnh không còn trầm luân. Phật dạy chúng con chỉ dựng, tâm con thanh tịnh luân hồi dựng ngay. Tại nơi thiền tông Phật Đại, kính xin Đức Phật nhận ngài lời này. Chúng con kính nguyện tại đây, luân hồi sinh tử đứt dây buộc ràng. Đời con đã hết gian nan, cùng nhờ Đức Phật chỉ ràng thiền tông. Tâm con hiện tại không không, chúng con một lòng thực hiện thiền tông. Dù cho thế giới hoại không, người không có hoại lòng con vẫn bền. Nhờ Phật con đã đứng lên, đứng hồi sanh tử được lên được rồi. Đời con lên phúc Phật ôi, hôm nay sinh tử dứt rồi với con. Nam mô giáo chủ ta bà bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô giáo chủ ta bà bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô giáo chủ ta bà bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô giáo chủ ta bà bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, hôm nay chúng con xin án vị ngài, kính xin Đức Thế Tôn về ngự để chúng con có nơi lễ lại tu thiền. Kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật chứng minh. Trước hết chúng con xin dâng hương, khói hương bay khắp bầu trời xanh, rốt ráo tâm con bổn nguyện lành. Trên khói hương này xin Phật ngự, chứng cho đệ tử tấm lòng thành. An vị Phật. Lễ an vị kim thân Phật tổ, nơi đạo tràng là chỗ kinh tôn. Chúng con dâng hết tâm hồn, ngưỡng cầu Đức Phật Thế Tôn chứng lòng. Hàng Phật tử dung trọng coi đức, đồng thành tâm hiệp lực tạo ra đạo thiền tam bảo nguy nga, đặng cho có chỗ gần xa tu thiền. Chúng con lòng thiền thỉnh rước kiềm bảo thần ngài ngự trước nơi đây, dựa lòng từ chúng báo dây, một lòng kính lạy đức ngài bổn sư. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đủ tài năng đủ phép quyền linh, khắp trong vạn vật chúng sanh, tán dương ca ngợi công trình Thế Tôn. Trong ba cõi không ai sánh vi, thật cao siêu đức trí vẹn toàn, Phật là ngọn đuốc tự quang, chúng con noi dấu theo đàn ngài đi. Mong lượng cả tự bi tam bảo, chứng lòng thành tâm đạo các con, cầu xin tam bảo hằng còn, chúng con nương tựa gieo bòn phước duyên. Lạy Phật. Kính lạy Phật từ bi cứu thế, đem đạo thiền phổ tế chúng sanh. Trần gian biết nẻo tu thiền, nhờ tâm thanh tịnh quang minh soi đường. Lễ Pháp. Kính lại Pháp là phương giải thoát, gốc tu thiền chánh Pháp từ xưa. Pháp tu chứng đắc kịp giờ, độ người qua đến bến bờ bên kia. Lễ Tăng. Kính lại Tăng nghiêm trì giới luật hạnh, Tăng vô nhất vật thanh bằng, tự mình giác ngộ ly chân, giúp người giác ngộ chuyên cần công tu. Tôn kính Phật bảo. Phật là đấng tối cao giác ngộ, lập đạo thiền tế độ chúng sanh. Luật nghiêm giới cấm bàn hành, là người dẫn lộ chỉ rành nẻo tu. Cõi trần thế bịt mù tâm tôi, biết đâu là đường lối thoát thân. Đầu tiên một bậc siêu nhân, cất mình thoát tục bước chân lìa đời. Đây đệ tử là người mong mỏi, dứt trần duyên theo dõi học hành. Kính dân một tấm lòng thành, phụng thờ Đức Phật đạo thiền cao siêu. Tôn kính Pháp bảo. Pháp của Phật giao điều chân lý, theo thiền tông học Pháp tu hành. Bài một thất tùy thân, Pháp môn thanh tịnh giúp nhân rõ lời. Pháp giải thoát khỏi nơi thế sự, được rơi vào bể tánh an nhàn. Sống chung tu học dễ dàng, thiền tông thanh tịnh mở đàn quyền môn. Lời thuyết Pháp hùng hồn cảnh tỉnh, giúp chúng sanh dứt bệnh hôn trầm. Quy thái diệu Pháp tâm thâm, chúng con hết dạ thành tâm phụng thờ. kính tăng bảo tăng là các vị sư thanh tịnh thể không chẳng dính bụi trần. Lì già các ái kinh thân dứt trừ bổn ngã lãnh phần đổ sanh. Tăng là người thừa hành Phật pháp đem đạo thiền dạy khắp thế gian. Hồng trần đám lửa cháy lan, nước mưa thiền học xối tràn tắt ngay. Trừ thánh tăng công dày vô hạn, giúp chúng sanh bảo quản nhọc nhằn. Đội ơn cảm đức không ngăn, chúng cô thờ kính lệ hàng dám sang. Chúc mừng chánh pháp, đèn chánh pháp ngày nay tỏ rạng như mặt trời chiều sáng phương đông. Nhớn sanh đều tính rất nồng mà phóng xa tầm mắt nhìn trong vui mừng. Mừng thấy rõ phục hưng thiền học bấy lâu nay ẩn khuất khôn lường. Hiện giờ sang tỏ bốn phương, tiếng thôn vang dội mùi hương ngọt ngào. Nhờ giáo chủ truyền trao giáo lý, pháp thiền tông học biết tu hành. Diệt trừ tận gốc lợi danh, không còn che lộn đua tranh với đời. Thiền thanh tịnh là nơi cực lạc, người thanh tịnh đã khác người trần. Sống viễn trong cõi tinh thần, trao dồi tâm trí sắc thân chẳng màng. Mượn tu đại lên đàn cứu khổ, để thế gian làm chỗ giữa nương. Tự người săn sóc cúng dường, ra cổng tô đắp con đường tương lai. Ngày ba bữa ăn chay đạm bạc, thể ít nhiều lê gót tùy duyên. Pháp màu thanh tịnh giáo khuyên, nêu cao một tấm gương thiền soi chung. Về chỗ ở ung dung nhàn hạ, dưới gốc cây liều lá đơn sơ. Miễn là tranh nắng đục mưa, không cần xinh đẹp chẳng ứa màu mè. Về sự mặc đủ che thân thể, không xe xua không vẽ phù hoa. Tấm y bá nạp nhu hòa, đám mây chở khách ta bà dân du. Hạnh thanh tịnh pháp tu của Phật, lẽ sống chung vạn vật chung sanh. Không riêng xã hội gia đình, không phân chủng loại hữu tình vô tri. Người giải thoát đoạn ly thế sự, hiệp thành đoàn thanh tịnh vũ phương. Thiền thanh Đức Phật chủ trương, dạy môn thanh tịnh mở đường Như Lai. Pháp trí tuệ biện tài vô nghệ, vừa học qua vừa dạy chúng sanh. Chính trong chỗ học và hành, nhiều người thực hiện được thành toàn năng. Thiền thanh tịnh thượng tầng quyền diệu, hiểu thiền thanh là hiểu thiên cơ. Rủi mai diệt trước ai ngờ, giúp cho thiên hạ nếm mùi thiền thanh. Rừng trần thế u minh mờ tối, người lạc vào mất lối trở ra. Sanh thân rồi lớn rồi già, rồi đau rồi chết lìa quá một đời. Rồi theo nghiệp luân hồi trở lại, cũng sanh thân cũng lại tấn tuồng. Bánh xe tứ khổ quay cuồng, mà sanh già đau chết theo guồng chuyển xây. Người đời mãi tạo gây lấy nghiệp, để rồi ra chịu kiếp luân trầm. Việc làm người phải vô tâm, nào hay có chỗ lạc lầm về sau. Ai là kẻ thương nhau dìu dắt, chỉ cho người biết chắc lối đi. Vượt qua khỏi đám rừng nguy, thoát qua số kiếp lưu ly trở về. Kìa chánh đạo Bồ Đề sáng tỏ, người tu thiền vạch rõ con đường. Hạnh tu thánh tịnh phi thường, cũng như đuốc sáng soi đường lối chung. Kẻ chỉ thiền ra trong diệu dắt, lời thuyết thiền khuyên nhắc ân cần, cho người biết nẻo tu tâm, đưa người thanh tịnh khỏi dần tội khiên. Ôi trần thế hữu duyên hữu phước, mấy ngàn năm gặp được đạo thiền, phá tan tình trạng người điên, pháp tu thanh tịnh ánh đèn minh quang. Thiền thanh tịnh bừng sáng chói, nhiều ngọn đèn to rọi sáng trưng, nhân sanh khắp chốn vui mừng, mừng thiền thanh tịnh phục hứng thịnh thời. Cảm ơn Đức Phật, cúi đầu lại trước Phật vàng, chúc mừng thiền học đạo tràng vĩnh miên. Trên cao Đức Phật ngưỡng yên, Đức Ngài tột bực ở trên cõi trần. Quang minh tương tốt vô ngần, nhân lành nhiều kiếp góp phần tạo nên, công trình quá khứ nào quên, đường trần nhiều lối bước lên nẻo lành. Xuất gia khổ hạnh tu hành, lập nên giáo lý tự mình tìm ra, nối truyền chánh pháp Thích Ca, 25 thế kỷ nay đã mở pháp. Người tu hiện tại mấy ai biết được chánh pháp Như Lai đã truyền, nhờ vậy thấy rõ chơn nguyên, thiền thanh chỉ rõ trận duyên xa lìa. Người tu thanh tịnh phân chia, không ham vật chất chỉ ưa thanh bần, một thiền một thất một thân, ngoài ra chẳng cần lưỡng bàn chi xa. Hiện nay thiền tại nước ta, môn thiền thanh tịnh hiện ra rất rộng, mở ra một cõi thiền tông, những người giác ngộ thông dong rất nhiều. Đạo thiền thanh tịnh cao siêu, người đã chứng được xem như sĩ hiền, thiền tông thế giới không thiền, không còn sai đắm chút quyền lợi danh. Mỗi người một thất liều tranh, tâm người thanh tịnh tự sanh đạo màu, tâm sáng thanh tịnh không cầu, nếu ai muốn biết dạy câu tu thiền. Tự mình phải biết phải chuyên, vì đây môn thiền của Phật Thích Ca, nếu ai duyên lớn nhận ra, là mình giác ngộ thiết tha tuân trì. Đừng đem những chuyện thị phi và nói những cảnh u bi khổ sầu, mà nói đạo thanh không cầu, không quán không tưởng không cầu với ai. Chỉ cần thanh tịnh suốt ngày, tâm mình phạt than thấy ai Niết Bàn. Chỗ này Phật dạy rõ ràng, nơi kinh diệu pháp chỉ đàn vượt qua. Đạo gốc của Phật Thích Ca giúp cho những loại vượt qua luân hồi, Như Lai chỉ dễ vậy thôi, để người trần thế luân hồi dừng đi. Nhớ Phật đời chén lộn ngàn đời tội lỗi, còn bước riêng một lối thánh cao. Đạo thiền cao quý biết bao, mình vừa tu tỉnh vừa trao sửa người. Cùng giải thoát khỏi nơi rừng thấm, dắt dìu nhau dẫm bước bón bon. Lối đi đã sẵn đường mòn, mà công người khai dẹp ai còn nhớ chăng. Đức Phật tổ toàn năng toàn giác, sanh trong trần nhưng khác người trần. Xem qua cuộc thế chuyện dần, cảm thương muôn loại chịu phần đau thương. Ngài tha thiết tìm phương cứu chữa, tự đem mình nghiệm rửa pháp môn. Dẫn thân vào chôn núi non, bỏ lìa điện ngọc lậu số ngay vàng. Tình phụ tử dứt ngang mãnh liệt, nghĩa phụ thế đoạn tuyệt can trường. Vượt qua tâm vách cương thường, hiển nhiên khai mở con đường đổ xanh. Bối sơ khởi đã đành khổ nhọc, mãi lễ chân bại lọc ba lừa. Thấp cao đạo lý chẳng vừa, báo phen tìm kiếm chẳng chưa thấy gì. Ngài thông thả suy đi nghĩ lại, đạo có khi ở tại lòng ta. Hạng nhờ định trí tìm ra, xếp chân ngồi lại kiếp già công phu. Sáu năm chẳng rộng tu khổ hạnh, tấm thân còn một mảnh xương gầy. Nắng mưa sương gió nhuộm đầy, yếu lần đến đổi một ngày mòn hơi. Chợt tỉnh ngộ tức thời thấy rõ, đạo chưa thành thân bỏ sao đen. Độ đời nguyện lớn thênh thang, mỗi mòn thể dốc đảm đang sao rồi. Nghĩ cạn lẽ bèn thôi em xa, định ăn dùng đạm bạc thô sơ. Mỗi ngày một bữa ngõ trưa, cũng vừa đủ sống cũng vừa trao tâm. Áo đã mặc nhiều năm rách rã, lượm dại vô trầm giá khiêu khâu. Kiếm tìm từng miên giá không, thành y bá nạt ngọ hầu che thân. Rồi lần lượt bước chân giải thoát, đêm gương lành ôm bát qua trai. Đói đo đẫm đổi qua ngày, lúc chưa thành đạo đạo ai biết nhiều. Còn gặp phải lắm điều gây cấn, sự chết rằng ngộ trận ma dương. Lúc ngài nhập định phóng quang, ma dương binh tướng in ngang đánh đùa. Nhưng chúng phải bị thua chạy trốn, ngài vẫn ngồi an ổn tự nhiên. Từ bi gương mặt dịu hiền, hào quang thanh tịnh môn thiền tỏa ra. Mà dường ấy quả là trần thế, e đạo ngài chủ trễ ngồi trên. Trường tu đắp dựng móng nền, đổi xây thế cuộc lập nên đạo trường. Thì quyền lực đế vương sẽ mất, tinh thần hưng vật chất suy mòn. Công danh là miếng mồi ngon, cũng không lai chuyển lòng son đạo vàng. Đời thế lực ngang tàn áp bức, đạo ôn hòa bủa khắp phục thâu. Khó khăn muốn sự khởi đầu, thương người vẫn đạo biết bao nhọc nhằn. Bên ngoài đã lăn xăng rắc rối, bên trong còn tội lỗi gởi khiêu. Những nàng ma nữ cợt điêu, ấy là dục vọng quần theo bóng hình. Nhưng ngài dũng sức linh thiền định, dựng tinh thần thanh tịnh chớ tâm. Dòng căn nguồn gốc đã tầm, tham lam sân hận si lầm gian. Đắc trí huệ soi ra vàng pháp, phóng hào quang chiêu khắp ngàn trùng. Phép linh chứng được lục thông, trải bao cố gắng khổ công bấy chày. Nắng dần dạt mưa mai gió tối, tròi trọi thân với cội Bồ Đề. Nhất tâm bản nguyện lời thầy, nếu không thành đạo chưa hề dậy đi. Và nguyện lực sau khi đắc quả, đi khắp nơi hoằng hóa chung sanh. Đầu tiên trên bước lữ hành, lẻ loi chỉ có một mình đường xa. Rồi lần lượt trải qua các xứ, phục thâu nhiều đệ tử giỏi giang. Lập thành giáo hội đạo tràng, đắp tô xây dựng con đường mười phương. Đoàn hậu tấn noi gương hành đạo, chỗ gửi thân rốt rau Niết Bàn. Khởi hành từ chốn trần gian, về nơi bể tánh hưởng an đời đời. Từ ngàn trước bao người dông rủi, nay chỗ này là buổi chúng ta. Con dòng hưởng lấy tài gia, đối nhìn thử nghiệp thương cha công trình. Càng rộng lớn gian danh đồ sổ, là người xưa lao khổ lại càng. Tìm ra được ánh đạo vàng, nhọc nhằn khổ sở dễ dàng muôn đời. Ôi thật đáng cho đời kính ngưỡng, công đức ngài vô lượng vô biên. Hỡi chư Phật tử hữu duyên, nhớ ơn tự phụ cận chuyên tu thiền. Hồi hướng chúng con đã vị Phật rồi, nguyện đem công đức vào đời chúng con. Chúng con nhất quyết lòng son, quyết tụ thanh tịnh không còn trầm luân. Phật dạy chúng con chỉ dựng, tâm con thanh tịnh luân hồi dựng ngay. Tại nơi thiền tông Phật đại, kính xin Đức Phật nhận ngài lời này. Chúng con kính nguyện tại đây, luân hồi sinh tử đứt dây buộc ràng. Đời con đã hết gian nan, cùng nhờ Đức Phật chỉ rạng thiện tông. Tâm con hiện tại không không, chúng con một lòng thực hiện thiện tông. Dù cho thế giới hoại không, người không có hoại, lòng con vẫn bền. Nhờ Phật con đã đứng lên, đứng hồi sanh tử được lên được rồi. Đời con lên phúc Phật ôi, hôm nay sanh tử dứt rồi với con. Nam mô giáo chủ ta bà bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô giáo chủ ta bà bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô giáo chủ ta bà bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô giáo chủ ta bà bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, hôm nay chúng con xin án vị ngài, kính xin Đức Thế Tôn về ngự, để chúng con có nơi lễ lại tôn thiền. Kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật chứng minh. Trước hết chúng con xin dâng hương, khói hương bay khắp bầu trời xanh, rốt ráo tâm con bổn nguyện lành. Trên khói hương này xin Phật ngự, chứng cho đệ tử tấm lòng thành. An vị Phật. Lễ an vị kim thân Phật tổ, nơi đạo tràng là chỗ kinh tôn. Chúng con dâng hết tâm hồn, ngưỡng cầu Đức Phật Thế Tôn chứng lòng. Hàng Phật tử dung trọng coi đức, đồng thành tâm hiệp lực tạo ra đạo thiền tam bảo uy nga, đặng cho có chỗ gần xa tung thiền. Chúng con lòng thiền thỉnh rước kiềm bảo thần ngài ngự trước nơi đây, dựa lòng từ chúng bao giây, một lòng kính lại đức ngài bổn sư. 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, đủ tài năng đủ phép quyền linh, khắp trong vạn vật chung sanh, tán dương ca ngợi công trình Thế Tôn. Trong ba cõi không ai sánh vi, thật cao siêu đức trí vẹn toàn, Phật là ngọn đuốc tự quang, chúng con noi dấu theo đàn ngài đi. Mong lượng cả tự bi tam bảo, chứng lòng thành tâm đạo các con, cầu xin tam bảo hằng còn, chúng con nương tựa gieo bòn phước duyên. Lạy Phật. Kính lạy Phật từ bi cứu thế, đem đạo thiền phổ tế chúng sanh, trần gian biết nẻo tu thiền, nhờ tâm thanh tịnh quang minh soi đường. Lễ Pháp. Kính lại Pháp là phương giải thoát, gốc tu thiền chánh Pháp từ xưa, Pháp tu chứng đắc kịp giờ, độ người qua đến bến bờ bên kia. Lễ Tăng. Kính lại Tăng im trì giới luật hạnh, Tăng vô nhất vật thanh bằng, tự mình giác ngộ ly chân, giúp người giác ngộ chuyên cần công tu. Tôn kính Phật bảo. Phật là đấng tối cao giác ngộ, lập đạo thiền tế độ chúng sanh, luật nghiêm giới cấm bàn hành, là người dẫn lộ chỉ rành nẻo tu. Cõi trần thế bịt mù tâm tôi, biết đâu là đường lối thoát thân, đầu tiên một bậc siêu nhân, cất mình thoát tục bước chân lìa đời. Đây đệ tử là người mong mỏi, dứt trần duyên theo dõi học hành, kính dân một tấm lòng thành, phụng thờ Đức Phật đạo thiền cao siêu. Tôn kính Pháp bảo. Pháp của Phật giáo điều chân lý, theo thiền tông học Pháp tu hành, Bày một thất tùy thân, pháp môn thanh tịnh giúp nhân rõ lời. Pháp giải thoát khỏi nơi thế sự, được rơi vào bể tánh an nhàn. Sống chung tu học dễ dàng, thiền tông thanh tịnh mở đàn quyền môn. Lời thuyết pháp hùng hồn cảnh tỉnh, giúp chúng sanh dứt bệnh hôn trầm. Quy thái diệu pháp tâm thâm, chúng con hết dạ thành tâm phụng thờ. Tôn kính tăng bảo tăng là các vị sư thanh tịnh, thể không chẳng dính bụi trần. Lì già các ái kinh thân, dứt trừ bổn ngã lãnh phần đổ sanh. Tăng là người thừa hành Phật pháp, đem đạo thiền dạy khắp thế gian. Hồng trần đám lửa cháy lan, nước mưa thiền học xối tràn tắt ngay. Chư thánh tăng công dày vô hạn, giúp chúng sanh bảo quản nhọc nhằn. Đội ơn cảm đức không ngăn, chúng cô thờ kính lễ hàng giám sát. Chúc mừng chánh pháp, đèn chánh pháp ngày nay tỏ rạng. Như mặt trời chiều sáng phương đông, nhơn xanh đều tính rất nồng. Mà phóng xa tầm mắt nhìn trong vui mừng. Mừng thấy rõ phục hưng thiền học, bấy lâu nay ẩn khuất khôn lường. Hiện giờ sang tỏ bốn phương, tiếng thôn gian dội mùi hướng ngọt ngào. Nhờ giáo chủ truyền trao giáo lý, pháp thiền tông học biết tu hành. Diệt trừ tận gốc lợi danh, không còn che lộn đua tranh giới đời. Thiền thanh tịnh là nơi cực lạc, người thanh tịnh đã khác người trần. Sống viễn trong cõi tinh thần, trao dồi tâm trí sắc thân chẳng mà. Mượn tu đại lên đàn cứu khổ, để thế gian làm chỗ giữa nương. Tự người săn sóc cúng dường, ra cổng tô đắp con đường tương lai. Ngày ba bữa ăn chay đạm bạc, thể ít nhiều lê gót tùy duyên. Pháp màu thanh tịnh giáo khuyên, nêu cao một tấm gương thiền soi chung. Về chỗ ở ung dung nhàn hạ, dưới gốc cây liều lá đơn sơ. Miễn là tranh nắng đục mưa, không cần xinh đẹp chẳng ứa màu mè. Về sự mặc đủ che thân thể, không xe xua không vẽ phù hoa. Tấm y bá nạp nhu hòa, đám mây chở khách ta bà dân du. Hạnh thanh tịnh pháp tu của Phật, lẽ sống chung vạn vật chung sanh. Không riêng xã hội gia đình, không phân chủng loại hữu tình vô tri. Người giải thoát đoạn ly thế sự, hiệp thành đoàn thanh tịnh vũ phương. Thiền thanh Đức Phật chủ trương, dạy môn thanh tịnh mở đường Như Lai. Pháp trí tuệ biện tài vô nghệ, vừa học qua vừa giải chúng sanh. Chính trong chỗ học và hành, nhiều người thực hiện được thành toàn năng. Thiền thanh tịnh thượng tầng quyền diệu, hiểu thiền thanh là hiểu thiên cơ. Rủi mai diệt trước ai ngờ, giúp cho thiên hạ nếm mùi thiền thanh. Rừng trần thế u minh mờ tối, người lạc vào mất lối trở ra. Sanh thân rồi lớn rồi già, rồi đau rồi chết lìa quá một đời. Rồi theo nghiệp luân hồi trở lại, cũng sanh thân cũng lại tấn tuồng. Bánh xe tứ khổ quay cuồng, mà sanh già đau chết theo guồng chuyển xây. Người đời mãi tạo gây lấy nghiệp, để rồi ra chịu kiếp luân trầm. Việc làm người phải vô tâm, nào hay có chỗ lạc lầm về xa. Ai là kẻ thương nhau dìu dắt hệ chỉ cho người biết chắc lui đi, vượt qua khỏi đám rừng nguy, thoát qua số kiếp lưu ly trở về. Kìa chánh đạo Bồ Đề sáng tỏ, người tu thiền vạch rõ con đường, hạnh tu thánh tịnh phi thường, cũng như đuốc sáng soi đường lối chung. Kẻ chỉ thiền ra trong diệu dắt, lời thuyết thiền khuyên nhắc ân cần, cho người biết nẻo tu tâm, đưa người thanh tịnh khỏi dần tội khiếp. Ôi trần thế hữu duyên hữu phước, mấy ngàn năm gặp được đạo thiền, phá tan tình trạng người điên, pháp tu thanh tịnh ánh đèn minh quang. Thiền thanh tịnh bừng sáng chói, nhiều ngọn đèn to rọi sáng trưng, nhân sanh khắp chốn vui mừng, mừng thiền thanh tịnh phục hứng thịnh thời. Cảm ơn Đức Phật, cúi đầu lại trước Phật vàng, chúc mừng thiền học đạo tràng vĩnh miên. Trên cao Đức Phật ngự yên, Đức Ngài tột bực ở trên cõi trần. Quang minh tương tốt vô ngần, nhân lành nhiều kiếp góp phần tạo nên, công trình quá khứ nào quên, đường trần nhiều lối bước lên nẻo lành. Xuất gia khổ hạnh tu hành, lập nên giáo lý tự mình tìm ra, nối truyền chánh pháp Thích Ca, 25 thế kỷ nay đã mở pháp. Người tu hiện tại mấy ai biết được chánh pháp Như Lai đã truyền, nhờ vậy thấy rõ chơn nguyên, thiền thanh chỉ rõ trận duyên xa lìa. Người tu thanh tịnh phân chia, không ham vật chất chỉ ưa thanh bần, một thiền một thất một thân, ngoài ra chẳng cần lưỡng bàn chi xa. Hiện nay thiền tại nước ta, môn thiền thanh tịnh hiện ra đất rồng, mở ra một cõi thiền tông, những người giác ngộ thông dong rất nhiều. Đạo thiền thanh tịnh cao siêu, người đã chứng được xem như sĩ hiền, thiền tông thế giới không thuyền, không còn sai đắm chút quyền lợi danh. Mỗi người một thất liều tranh, tâm người thanh tịnh tự sánh đạo màu, tâm sáng thanh tịnh không cầu, nếu ai muốn biết dạy câu tu thiền. Tự mình phải biết phải chuyên, vì đây môn thiền của Phật Thích Ca, nếu ai duyên lớn nhận ra, là mình giác ngộ thiết tha tu trì. Đừng đem những chuyện thị phi và nói những cảnh u bi khổ sầu, mà nói đạo thanh không cầu, không quán không tưởng không cầu với ai. Chỉ cần thanh tịnh suốt ngày, tâm mình phạt than thấy ai Niết Bàn, chỗ này Phật dạy rõ ràng, nơi kinh diệu pháp chỉ đàn vượt qua. Đạo gốc của Phật Thích Ca giúp cho những loại vượt qua luân hồi, Như Lai chỉ dạy vậy thôi, để người trần thế luân hồi dừng đi. Nhớ Phật đời chén lộn ngàn đời tội lỗi, con bước riêng một lối thánh cao, đạo thiền cao quý biết bao, mình vừa tu tỉnh vừa trao sửa người. Cùng giải thoát khỏi nơi rừng thấm, dắt dìu nhau dẫm bước bon bon, lối đi đã sẵn đường mòn, công người khai dẹp ai còn nhớ chăng. Đức Phật tổ toàn năng toàn giác, sanh trong trần nhưng khác người trần, xem qua cuộc thế chuyện dần, cảm thương muôn loại chịu phần đau thương. Ngài tha thiết tìm phương cứu chữa, tự đem mình nghiệm rửa pháp môn, dẫn thân vào chôn núi non, bỏ lìa điện ngọc lậu số ngai vàng. Tình phụ tử dứt ngang mãnh liệt, nghĩa phụ thế đoạn tuyệt can trường. Vượt qua tâm dách cương thường, hiển nhiên khai mở con đường đổ sanh. Bối sơ khởi đã đành khổ nhọc, mãi lễ chân bại lọc ba lừa. Thấp cao đạo lý chẳng vừa, bao phen tìm kiếm chẳng chưa thấy gì. Ngài thông thả suy đi nghĩ lại, đạo có khi ở tại lòng ta. Hạng nhờ định trí tìm ra, xếp chân ngồi lại kiếp già công phu. Sáu năm chẳng rộng tu khổ hạnh, tấm thân còn một mảnh xương gầy. Nắng mưa sương gió nhuộm đầy, yếu lần đến đổi một ngày muộn hơi. Chợt tỉnh ngộ tức thời thấy rõ, đạo chưa thành thân bỏ sao ra. Độ đời nguyện lớn thênh thang, mỗi mòn thể dốc đảm đang sao rồi. Nghĩ cạn lẽ bèn thôi em xa, định ăn dùng đạm bạc thố sơ. Mỗi ngày một bữa ngõ trưa, cũng vừa đủ sống cũng vừa trao tâm. Áo đã mặc nhiều năm rách rã, lượm dại vô trầm giá khiêu khâu. Kiếm tìm từng miên giá không, thành y bá nạt ngọ hầu che thanh. Rồi lần lượt bước chân giải thoát, đêm gương lành ôm bát qua trai. Đói đo đắm đổi qua ngày, lúc chưa thành đạo đạo ai biết nhiều. Còn gặp phải lắm điều gây cấn, sự chết rằng ngộ trận ma dương. Lúc ngài nhập định phóng quang, ma dương binh tướng minh ngang đánh đùa. Nhưng chúng phải bị thua chạy trốn, ngài vẫn ngồi an ổn tự nhiên. Từ bi gương mặt dịu hiền, hào quang thanh tịnh môn thiền tỏa ra. Mà dường ấy quả là trần thế, e đạo ngài chủ trễ ngồi trên. Trường tu đắp dựng móng nền, đổi xây thế cuộc lập nên đạo trường. Thì quyền lực đế vương sẽ mất, tinh thần hưng vật chất suy mòn. Công danh là miếng mồi ngon, cũng không lai chuyển lòng son đạo vàng. Đời thế lực ngang tàn áp bức, đạo ôn hòa bủa khắp phục thâu. Khó khăn muốn sự khởi đầu, thương người dẫn đạo biết bao nhọc nhằn. Bên ngoài đã lăn xăng rắc rối, bên trong còn tội lỗi gởi khiêu. Những nàng ma nữ cợt điêu, ấy là dục vọng quần theo bóng hình. Nhưng ngài dũng sức linh thiền định, dựng tinh thần thanh tịnh chơn tâm. Dòng căn nguồn gốc đã tầm, tham lam sân hận si lầm gian. Đắc trí huệ soi ra và pháp, phóng hào quang chiêu khắp ngàn trùng. Phép linh chứng được lục thông, trải bao cố gắng khổ công bấy chày. Nắng dần dạt mưa mai gió tối, tròi trọi thân với cội Bồ Đề. Nhất tâm bản nguyện lời thề, nếu không thành đạo chưa hề dậy đi. Và nguyện lực sau khi đắc quả, đi khắp nơi hoằng hóa chung sanh. Đầu tiên trên bước lữ hành, lẻ loi chỉ có một mình đường xanh. Rồi lần lượt trải qua các xứ, phục thâu nhiều đệ tử giỏi giang. Lập thành giáo hội đạo tràng, đắp tô xây dựng con đường mười phương. Đoàn hậu tấn noi gương hành đạo, chỗ gửi thân rốt ráo Niết Bàn. Khởi hành từ chốn trần gian, về nơi bể tánh hưởng án đời đời. Từ ngàn trốt bao người dông rủi, nay chỗ này là buổi chúng ta. Con dòng hưởng lấy tài gia, đối nhìn thử nghiệp thương cha công trình. Càng rộng lớn gian danh đồ sổ, là người xưa lao khổ lại càng. Tìm ra được ánh đạo vàng, nhọc nhằn khổ sở dễ dàng muôn đời. Ôi thật đáng cho đời kính ngưỡng, công đức Ngài vô lượng vô biên. Hỡi chư Phật tử hữu duyên, nhớ ơn tự phụ cận chuyên tu thiền. Hồi hướng chúng con đã vị Phật rồi, nguyện đem công đức vào đời chúng con. Chúng con nhất quyết lòng son, quyết tụ tánh tịnh không còn trầm luân. Phật dạy chúng con chỉ dựng, tâm con thanh tịnh luân hồi dựng an. Tại nơi thiền tông Phật Đại, kính xin Đức Phật nhận ngài lời này. Chúng con kính nguyện tại đây, luân hồi sinh tử đứt dây buộc ràng. Đời con đã hết gian nan, cùng nhờ Đức Phật chỉ ràng thiền tông. Tâm con hiện tại không không, chúng con một lòng thực hiện thiền tông. Dù cho thế giới hoại không, người không có hoại lòng con vẫn bền. Nhờ Phật con đã đứng lên, đứng hồi sanh tử được lên được rồi. Đời con lên phúc Phật ôi, hôm nay sinh tử dứt rồi với con. Nam mô giáo chủ ta bà muội sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô giáo chủ ta bà muội sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô giáo chủ ta bà muội sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô giáo chủ ta bà bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, hôm nay chúng con xin án vị ngài, kính xin Đức Thế Tôn về ngự, để chúng con có nơi lễ lại tu thiền. Kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật chứng minh. Trước hết chúng con xin dâng hương, khói hương bay khắp bầu trời xanh, rốt ráo tâm con bổn nguyện lành. Trên khói hương này xin Phật ngự, chứng cho đệ tử tấm lòng thành. An vị Phật. Lễ an vị kim thân Phật tổ, nơi đạo tràng là chỗ kinh tôn. Chúng con dâng hết tâm hồn, ngưỡng cầu Đức Phật Thế Tôn chứng lòng. Hàng Phật tử dung trọng coi đức, đồng thành tâm hiệp lực tạo ra. Đạo thiền tam bảo uy nga, đặng cho có chỗ gần xa tu thiền. Chúng con lòng thiền thỉnh rước, kiềm bảo thân ngài ngự trước nơi đây. Dựa lòng từ chúng bao giây, một lòng kính lại đức ngài bổn sư. 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, đủ tài năng đủ phép quyền linh. Khắp trong vạn vật chung sanh, tán dương ca ngợi công trình Thế Tôn. Trong ba cõi không ai sánh vi, thật cao siêu đức trí vẹn toàn. Phật là ngọn đuốc tự quang, chúng con noi dấu theo đàn ngài đi. Mong lượng cả tự bi tam bảo, chứng lòng thành tâm đạo các con. Cầu xin tam bảo hằng còn, chúng con nương tựa gieo bòn phước duyên. Lạy Phật, kính lạy Phật từ bi cứu thế, đem đạo thiền phổ tế chúng sanh. Trần gian biết nẻo tu thiền, nhờ tâm thanh tịnh quang minh soi đường. Lễ Pháp, kính lại Pháp là phương giải thoát, gốc tu thiền chân Pháp từ xưa. Pháp tu chứng đắc kịp giờ, độ người qua đến bến bờ bên kia. Lễ Tăng, kính lại Tăng nghiêm trì giới luật hạnh, Tăng vô nhất vật thanh bằng. Tự mình giác ngộ ly chân, giúp người giác ngộ chuyên cần công tu. Tôn kính Phật bảo, Phật là đấng tối cao giác ngộ, lập đạo thiền tế độ chúng sanh. Luật nghiêm giới cấm bàn hành, là người dẫn lộ chỉ rành nẻo tu. Cõi trần thế bịt mù tâm tôi, biết đâu là đường lối thoát thân. Đầu tiên một bậc siêu nhân, cất mình thoát tục bước chân lìa đời. Đây đệ tử là người mong mỏi, dứt trần duyên theo dõi học hành. Kính dẫn một tấm lòng thành, phụng thờ Đức Phật đạo thiền cao siêu. Tôn kính Pháp bảo, Pháp của Phật giao điều chân lý, theo thiền tông học Pháp tu hành. Bài một thất tùy thân, Pháp môn thanh tịnh giúp nhân rõ lời. Pháp giải thoát khỏi nơi thế sự, được rơi vào bể tánh an nhàn. Sống chung tu học dễ dàng, thiền tông thanh tịnh mở đàn quyền môn. Lời thuyết pháp hùng hồn cảnh tỉnh, giúp chúng sanh dứt bệnh hôn trầm. Quy thái diệu pháp tâm thâm, chúng con hết dạ thành tâm phụng thờ. Tôn kính tăng bảo, tăng là các vị sư thanh tịnh, thể không chẳng dính bụi trần. Lì già các ái kinh thân, dứt trừ bổn ngã lãnh phần đổ sanh. Tăng là người thừa hành Phật Pháp, đem đạo thiền dạy khắp thế gian. Hồng trần đám lửa cháy lan, nước mưa thiền học xối tràn tắt ngay. Trừ thánh tăng công về vô hạn, giúp chúng sanh bảo quản nhọc nhằn. Đội ơn cảm đức không ngăn, chúng cô thờ kính lễ hàng giám sát. Chúc mừng chánh pháp, đèn chánh pháp ngày nay tỏ rạng, như mặt trời chiều sáng phương đông. Nhơn sanh đều tính rất nồng, mà phóng xa tầm mắt nhìn trong vui mừng. Mừng thấy rõ phục hưng thiền học, bấy lâu nay ẩn khuất khôn lường. Hiện giờ sang tỏ bốn phương, tiếng thôn vang dội mùi hương ngọt ngào. Nhờ giáo chủ truyền trao giáo lý, Pháp thiền tông học biết tu hành. Diệt trừ tận gốc lợi danh, không còn chen lộn đua tranh với đời. Thiền thanh tịnh là nơi cực lạc, người thanh tịnh đã khác người trần. Sống riêng trong cõi tinh thần, trao dồi tâm trí sắc thân chẳng mà. Mượn tu đại lên đàn cứu khổ, để thế gian làm chỗ giữa nương. Tự người săn sóc cúng dường, ra cổng tô đắp con đường tương lai. Ngày ba bữa ăn chay đạm bạc, thể ít nhiều lê gót tùy duyên. Pháp màu thanh tịnh giáo khuyên, nếu cao một tấm gương thiền soi chung. Về chỗ ở ung dung nhàn hạ, dưới gốc cây liều lá đơn sơ. Miễn là tranh nắng đục mưa, không cần xinh đẹp chẳng ứa màu mè. Về sự mặc đủ che thân thế, không xe xua không vẽ phù hoa. Tấm y bá nạp nhu hòa, đám mây chở khách ta bà dân du. Hạnh thanh tịnh pháp tu của Phật, lẽ sống chung vạn vật chung sanh. Không riêng xã hội gia đình, không phân chủng loại hữu tình vô tri. Người giải thoát đoạn ly thế sự, hiệp thành đoàn thanh tịnh vũ phương. Thiền thanh Đức Phật chủ trương, dạy môn thanh tịnh mở đường Như Lai. Pháp trí tuệ biện tài vô nghệ, vừa học qua vừa giải chúng sanh. Chính trong chỗ học và hành, nhiều người thực hiện được thành toàn năng. Thiền thanh tịnh thượng tầng quyền diệu, hiểu thiền thanh là hiểu thiên cơ. Rủi mai diệt trước ai ngờ, giúp cho thiên hạ nếm mùi thiền thanh. Rừng trần thế u minh mờ tối, người lạc vào mất lối trở ra. Sanh thân rồi lớn rồi già, rồi đau rồi chết lìa quá một đời. Rồi theo nghiệp luân hồi trở lại, cũng sanh thân cũng lại tấn tuồng. Bánh xe tứ khổ quy cuồng, mà sanh già đau chết theo guồng chuyển xây. Người đời mãi tạo gây lấy nghiệp, để rồi ra chịu kiếp luân trầm. Việc làm người phải vô tâm, nào hay có chỗ lạc lầm về sau. Ai là kẻ thương nhau dìu dắt, chỉ cho người biết chắc lối đi. Vượt qua khỏi đám rừng nguy, thoát qua số kiếp lưu ly trở về. Kìa chánh đạo Bồ Đề sáng tỏ, người tu thiền vạch rõ con đường. Hạnh tu thánh tịnh phi thường, cũng như đuốc sáng soi đường lối chung. Kẻ chỉ thiền ra trong diệu dắt, lời thuyết thiền khuyên nhắc ân cần, cho người biết nẻo tu tâm, đưa người thanh tịnh khỏi dần tội khiếp. Ôi trần thế hữu duyên hữu phước, mấy ngàn năm gặp được đạo thiền. Phá tan tình trạng người điên, pháp tu thanh tịnh ánh đèn minh quang. Thiền thanh tịnh bừng sáng chói, nhiều ngọn đèn to rọi sáng trưng. Nhân sanh khắp chốn vui mừng, mừng thiền thanh tịnh phục hứng thịnh thời. Cảm ơn Đức Phật, cúi đầu lại trước Phật vàng. Chúc mừng thiền học đạo tràng vĩnh miên. Trên cao Đức Phật ngưỡng nhiên, Đức Ngài tột bực ở trên cõi trần. Quang minh tương tốt vô ngần, nhân lành nhiều kiếp góp phần tạo nên. Công trình quá khứ nào quên, đường trần nhiều lối bước lên nẻo lành. Xuất gia khổ hạnh tu hành, lập nên giáo lý tự mình tìm ra. Nối truyền chánh pháp Thích Ca, 25 thế kỷ nay đã mở pháp. Người tu hiện tại mấy ai biết được chánh pháp Như Lai đã truyền. Nhờ vậy thấy rõ chơn nguyên, thiền thanh chỉ rõ trần duyên xa lìa. Người tu thanh tịnh phân chia, không ham vật chất chỉ ưa thanh bần. Một thiền một thất một thân, ngoài ra chẳng cần lượng bàn chi xa. Hiện nay thiền tại nước ta, môn thiền thanh tịnh hiện ra đất rồng. Mở ra một cõi thiền tông, những người giác ngộ thông dong rất nhiều. Đạo thiền thanh tịnh cao siêu, người đã chứng được xem như sĩ hiền. Thiền tông thế giới không thiền, không còn sai đắm chút quyền lợi danh. Mỗi người một thất liều tranh, tâm người thanh tịnh tự sánh đạo màu. Tâm sáng thanh tịnh không cầu, nếu ai muốn biết dạy câu tu thiền. Tự mình phải biết phải chuyên, vì đây môn thiền của Phật Thích Ca. Nếu ai duyên lớn nhận ra, là mình giác ngộ thiết tha tu trì. Đừng đem những chuyện thị phi, và nói những cảnh u bi khổ sầu. Mà nói đạo thánh không cầu, không quán không tưởng không cầu với ai. Chỉ cần thanh tịnh suốt ngày, tâm mình phạt than thấy ai Niết Bàn. Chỗ này Phật dạy rõ ràng, nơi kinh diệu pháp chỉ đàn vượt qua. Đạo gốc của Phật Thích Ca giúp cho những loại vượt qua luân hồi. Như Lai chỉ dạy vậy thôi, để người trần thế luân hồi dừng đi. Nhớ Phật đời chen lộn, ngàn đời tội lỗi, con bước riêng một lối thánh cao. Đạo thiền cao quý biết bao, mình vừa tu tỉnh vừa trao sửa người. Cùng giải thoát khỏi nơi rừng thấm, dắt dìu nhau dẫm bước bon bon. Lối đi đã sẵn đường mòn mà công người khai dẹp ai còn nhớ chăng? Đức Phật tổ toàn năng toàn giác sanh trong trần nhưng khác người trần. Xem qua cuộc thế chuyện dần cảm thương muôn loại chịu phần đau thương. Ngài tha thiết tìm phương cứu chữa tự đem mình nghiệm rửa pháp môn. Dẫn thân vào chôn núi non bỏ lìa điện ngọc lậu sâu ngay vàng. Tình phụ tử dứt ngang mãnh liệt nghĩa phụ thế đoạn tuyệt can trường. Vượt qua tâm vách cương thường hiển nhiên khai mở con đường đổ sanh. Bối sơ khởi đã đành khổ nhọc mãi lễ chân bại lọc ba lừa. Thấp cao đạo lý chẳng vừa báo phen tìm kiếm chẳng chưa thấy gì. Ngài thông thả suy đi nghĩ lại đạo có khi ở tại lòng ta. Hạng nhờ định trí tìm ra xếp chân ngồi lại kiếp và công phu. Sáu năm chẳng rộng tu khổ hạnh tấm thân còn một mảnh xương gầy. Nắng mưa sương gió nhuộm đầy yếu lần đến đổi một ngày mòn hơi. Chợt tỉnh ngộ tức thời thấy rõ đạo chưa thành thân bỏ sao đen. Độ đời nguyện lớn thênh thang mỗi mòn thể dốc đảm đang sao rồi. Nghĩ cạn lẽ bèn thôi em xa định ăn dùng đạm bạc thô sơ. Mỗi ngày một bữa ngõ trưa cũng vừa đủ sống cũng vừa trao tâm. Áo đã mặc nhiều năm rách rã lượm dại vô trầm giá khiêu khâu. Kiếm tìm từng miên giá không thành y bá nạt ngọ hầu che thân. Rồi lần lượt bước chân giải thoát đêm gương lành ôm bát qua trai. Đói đo đắm đổi qua ngày lúc chưa thành đạo đạo ai biết nhiều. Còn gặp phải lắm điều gây cấn sự chết rằng ngộ trận ma dương. Lúc ngài nhập định phóng quang ma dương binh tướng in ngang đánh rùa. Nhưng chúng phải bị thua chạy trốn ngài vẫn ngồi an ổn tự nhiên. Từ bi gương mặt dịu hiền hào quang thanh tịnh môn thiền tỏa ra. Mà dương ấy quả là trần thế e đạo ngài chủ trễ ngồi trên. Trường tu đắp dựng móng nền đổi xây thế cuộc lập nên đạo trường. Thì quyền lực đế vương sẽ mất tinh thần hưng vật chất suy mòn. Công danh là miếng mồi ngon cũng không lai chuyển lòng son đạo vàng. Đời thế lực ngang tàn áp bức đạo ôn hòa bủa khắp phục thông. Khó khăn muốn sự khởi đầu thương người dẫn đạo biết bao nhọc nhằn. Bên ngoài đã lăn xăng rắc rối bên trong còn tội lỗi gởi khiêu. Những nàng ma nữ cợt điêu ấy là dục vọng quần theo bóng hình. Nhưng ngài dũng sức linh thiền định dựng tinh thần thanh tịnh chơn tâm. Dòng căn nguồn gốc đã tầm tham lam sân hận si lầm gian. Đắc trí huệ soi ra vàng pháp phóng hào quang chiêu khắp ngàn trùng. Phép linh chứng được lục thông trải bao cố gắng khổ công bấy chày. Nắng dần dạt mưa mai gió tối tròi trọi thân với cội Bồ Đề. Nhất tâm phán nguyện lời thầy nếu không thành đạo chưa hề dậy đi. Và nguyện lực sau khi đắc quả đi khắp nơi hoằng hóa chung sanh. Đầu tiên trên bước lữ hành lẻ loi chỉ có một mình đường xa. Rồi lần lượt trải qua các xứ phục thâu nhiều đệ tử giỏi giang. Lập thành giáo hội đạo tràng đắp tổ xây dựng con đường mười phương. Đoàn hậu tấn noi gương hành đạo chỗ gửi thân rốt rau Niết Bàn. khởi hành từ chốn trần gian, về nơi bể tánh hưởng an đời đời. Từ ngàn trót bao người dông rủi, nay chỗ này là buổi chúng ta. Con dòng hưởng lấy tài gia, đối nhìn thử nghiệp thương cha công trình. Càng rộng lớn gian danh đồ số, là người xưa lao khổ lại càng. Tìm ra được ánh đạo vàng, nhọc nhằn khổ sở dễ dàng muôn đời. Ôi thật ra cho đời kính ngưỡng, công đức Ngài vô lượng vô biên. Hỡi chư Phật tử hữu duyên, nhớ ơn tự phụ cần chuyên tu thiền. Hồi hướng chúng con đã vị Phật rồi, nguyện đem công đức vào đời chúng con. Chúng con nhất quyết lòng son, quyết tụ tánh tịnh không còn trầm luân. Phật dạy chúng con chỉ dựng, tâm con thanh tịnh luân hồi dựng ngay. Tại nơi thiền tông Phật Đại, kính xin Đức Phật nhận ngài lời này. Chúng con kính nguyện tại đây, luân hồi sinh tử đứt dây buộc ràng. Đời con đã hết gian nan, cùng nhờ Đức Phật chỉ ràng thiền tông. Tâm con hiện tại không không, chúng con một lòng thực hiện thiền tông. Dù cho thế giới hoại không, người không có hoại lòng con vẫn bền. Nhờ Phật con đã đứng lên, đứng hồi sanh tử được lên được rồi. Đời con lên phúc Phật ôi, hôm nay sinh tử dứt rồi với con. Nam mô giáo chủ ta bà bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô giáo chủ ta bà bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô giáo chủ ta bà bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô giáo chủ ta bà bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, hôm nay chúng con xin án vị ngài. Kính xin Đức Thế Tôn về ngự, để chúng con có nơi lễ lại tu thiền. Kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật chứng minh. Trước hết chúng con xin dâng hương, khói hương bay khắp bầu trời xanh, rốt ráo tâm con bổn nguyện lành. Trên khói hương này xin Phật ngự, chứng cho đệ tử tấm lòng thành. An vị Phật. Lễ an vị kim thân Phật tố, nơi đạo tràng là chỗ kinh tôn. Chúng con dâng hết tâm hồn, ngưỡng cầu Đức Phật Thế Tôn chứng lòng. Hàng Phật tử dung trọng coi đức, đồng thành tâm hiệp lực tạo ra đạo thiền tam bảo nguy nga, đặng cho có chỗ gần xa tu thiền. Chúng con lòng thiền thỉnh rước, kiềm bảo thân ngài ngự trước nơi đây. Dựa lòng từ chúng bao giây, một lòng kính lại đức ngài bổn sư. 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, đủ tài năng đủ phép quyền linh. Khắp trong vạn vật chúng sanh, tán dương ca ngợi công trình Thế Tôn. Trong ba cõi không ai sánh vi, thật cao siêu đức trí vẹn toàn. Phật là ngọn đuốc tự quang, chúng con noi dấu theo đàn ngài đi. Mong lượng cả tự bi tam bảo, chứng lòng thành tâm đạo các con. Cầu xin tam bảo hằng còn, chúng con nương tựa gieo bòn phước duyên. Lạy Phật, kính lạy Phật từ bi cứu thế, đem đạo thiền phổ tế chúng sanh. Trần gian biết nẻo tu thiền, nhờ tâm thanh tịnh quang minh soi đường. Lễ Pháp, kính lại Pháp là phương giải thoát, gốc tụ thiền chánh Pháp từ xưa. Pháp tụ chứng đắc kịp giờ, độ người qua đến bến bờ bên kia. Lễ Tăng, kính lại Tăng nghiêm trì giới luật hạnh, Tăng vô nhất vật thanh bằng. Tự mình giác ngộ ly chân, giúp người giác ngộ chuyên cần công tu. Tôn kính Phật bảo, Phật là đấng tối cao giác ngộ, lập đạo thiền tế độ chúng sanh. Luật nghiêm giới cấm bàn hành, là người dẫn lộ chỉ rành nẻo tu. Cõi trần thế bịt mù tâm tôi, biết đâu là đường lối thoát thân. Đầu tiên một bậc siêu nhân, cất mình thoát tục bước chân lìa đời. Đây đệ tử là người mong mỏi, giúp trần duyên theo dõi học hành. Kính dân một tấm lòng thành, phụng thờ Đức Phật đạo thiền cao siêu. Tôn kính Pháp bảo, Pháp của Phật giao điều chân lý, theo thiền tông học Pháp tu hành. Bài một thất tùy thân, Pháp môn thanh tịnh giúp nhân rõ lời. Pháp giải thoát khỏi nơi thế sự, được rơi vào bể tánh an nhàn. Sống chung tu học dễ dàng, thiền tông thanh tịnh mở đàn nguyện môn. Lời thuyết Pháp hùng hồn cảnh tỉnh, giúp chúng sanh dứt bệnh hôn trầm. Quy thái diệu Pháp tâm thâm, chúng con hết dạ thành tâm phụng thờ. Tôn kính Tăng bảo, Tăng là các vị sư thanh tịnh, thể không chẳng dính bụi trần. Lì già các ái khinh thân, dứt trừ bổn ngã lãnh phần đổ sanh. Tăng là người thừa hành Phật Pháp, đem đạo thiền dạy khắp thế gian. Hồng trần đám lửa cháy lan, nước mưa thiền học xối tràn tắt ngay. Trừ thánh Tăng công về vô hạn, giúp chúng sanh bảo quản nhọc nhằn. Đội ơn cảm đức không ngăn, chúng cô thờ kính lễ hàng dám sang. Chúc mừng chánh Pháp, đèn chánh Pháp ngày nay tỏ rạng, như mặt trời chiều sáng phương đông. Nhơn sanh đều tính rất nồng, mà phóng xa tầm mắt nhìn trong vui mừng. Mừng thấy rõ phục hưng thiền học, bấy lâu nay ẩn khuất khôn lường. Hiện giờ sang tỏ bốn phương, tiếng thôn vang dội mùi hương ngọt ngào. Nhờ giáo chủ truyền trao giáo lý, Pháp thiền tông học biết tu hành. Diệt trừ tận gốc lợi danh, không còn che lộn đua tranh giới đời. Thiền thanh tịnh là nơi cực lạc, người thanh tịnh đã khác người trần. Sống viễn trong cõi tinh thần, trao dồi tâm trí sắc thân chẳng màng. Mượn tu đại lên đàn cứu khổ, để thế gian làm chỗ giữa nương. Tự người săn sóc cúng dường, ra cổng tô đắp con đường tương lai. Ngày ba bữa ăn chay đạm bạc, thể ít nhiều lê gót tùy duyên. Pháp màu thanh tịnh giáo khuyên, nêu cao một tấm gương thiền soi chung. Về chỗ ở ung dung nhàn hạ, dưới gốc cây liều lá đơn sơ. Miễn là tranh nắng đục mưa, không cần xinh đẹp chẳng ứa màu mè. Về sự mặc đủ che thân thể, không xe xua không vẽ phù hoa. Tấm y bá nạp nhu hòa, đám mây chở khách ta bà dân du. Hạnh thanh tịnh Pháp tu của Phật, lẽ sống chung vạn vật chung sanh. Không riêng xã hội gia đình, không phân chủng loại hữu tình vô tri. Người giải thoát đoạn ly thế sự, hiệp thành đoàn thanh tịnh vũ phương. Thiền thanh Đức Phật chủ trương, dạy môn thanh tịnh mở đường Như Lai. Pháp trí tuệ biện tài vô nghệ, vừa học qua vừa giải chúng sinh. Chính trong chỗ học và hành, nhiều người thực hiện được thành toàn năng. Thiền thanh tịnh thượng tầng quyền diệu, hiểu thiền thanh là hiểu thiên cơ. Rủi mai diệt trước ai ngờ, giúp cho thiên hạ nếm mùi thiền thanh. Rừng trần thế u minh mờ tối, người lạc vào mất lối trở ra. Sanh thân rồi lớn rồi già, rồi đau rồi chết lìa quá một đời. Rồi theo nghiệp luân hồi trở lại, cũng sanh thân cũng lại tấn tuồng. Bánh xe tứ khổ quay cuồng, mà sanh già đau chết theo guồng chuyển xây. Người đời mãi tạo gây lấy nghiệp, để rồi ra chịu kiếp luân trầm. Việc làm người phải vô tâm, nào hay có chỗ lạc lầm về sau. Ai là kẻ thương nhau dìu dắt, chỉ cho người biết chắc lối đi. Vượt qua khỏi đám rừng nguy, thoát qua số kiếp lưu ly trở về. Kìa chánh đạo Bồ Đề sáng tỏ, người tu thiền vạch rõ con đường. Hạnh tu thánh tịnh phi thường, cũng như đuốc sáng soi đường lối chung. Kẻ chỉ thiền ra trong diệu dắt, lời thuyết thiền khuyên nhắc ân cần, cho người biết nẻo tu tâm, đưa người thanh tịnh khỏi dần tội khiếp. Ôi trần thế hữu duyên hữu phước, mấy ngàn năm gặp được đạo thiền. Phá tan tình trạng người điên, pháp tu thanh tịnh ánh đèn minh quang. Thiền thanh tịnh bừng sáng chói, nhiều ngọn đèn to rọi sáng trưng. Nhân sanh khắp chốn vui mừng, mừng thiền thanh tịnh phục hứng thịnh thời. Cảm ơn Đức Phật, cúi đầu lại trước Phật vàng. Chúc mừng thiền học đạo tràng vĩnh miên. Trên cao Đức Phật ngưỡng yên, Đức Ngài tột bực ở trên cõi trần. Quang minh tương tốt vô ngần, nhân lành nhiều kiếp góp phần tạo nên. Công trình quá khứ nào quên, đường trần nhiều lối bước lên nẻo lành. Xuất gia khổ hạnh tu hành, lập nên giáo lý tự mình tìm ra. Nối truyền chánh pháp Thích Ca, 25 thế kỷ nay đã mở pháp. Người tu hiện tại mấy ai biết được chánh pháp Như Lai đã truyền. Nhờ vậy thấy rõ chơn nguyên, thiền thanh chỉ rõ trận duyên xa lìa. Người tu thanh tịnh phân chia, không ham vật chất chỉ ưa thanh bần. Một thiền một thất một thân, ngoài ra chẳng cần luận bàn chi xa. Hiện nay thiền tại nước ta, môn thiền thanh tịnh hiện ra đất rồng. Mở ra một cõi thiền tông, những người giác ngộ thông dong rất nhiều. Đạo thiền thanh tịnh cao siêu, người đã chứng được xem như sĩ hiền. Thiền tông thế giới không thiền, không còn sai đắm chút quyền lợi danh. Mỗi người một thất liều tranh, tâm người thanh tịnh tự sanh đạo màu. Tâm sáng thanh tịnh không cầu, nếu ai muốn biết dạy câu tu thiền. Tự mình phải biết phải chuyên, vì đây môn thiền của Phật Thích Ca. Nếu ai duyên lớn nhận ra, là mình giác ngộ thiết tha tuân trì. Đừng đem những chuyện thị phi, và nói những cảnh u bi khổ sầu. Mà nói đạo thánh không cầu, không quán không tưởng không cầu giới ai. Chỉ cần thanh tịnh suốt ngày, tâm mình phạt than thấy ai Niết Bàn. Chỗ này Phật dạy rõ ràng, nơi kinh diệu pháp chỉ đàn vượt qua. Đạo gốc của Phật Thích Ca giúp cho những loại vượt qua luân hồi. Như Lai chỉ dễ vậy thôi, để người trần thế luân hồi dừng đi. Nhớ Phật đời chen lộn, ngàn đời tội lỗi, còn bước riêng một lối thánh cao. Đạo thiền cao quý biết bao, mình vừa tu tỉnh vừa trao sửa người. Cùng giải thoát khỏi nơi rừng thấm, dắt dìu nhau dẫm bước bón bon. Lối đi đã sẵn đường mòn, mà công người khai dẹp ai còn nhớ chăng. Đức Phật tổ toàn năng toàn giác, sanh trong trần nhưng khác người trần. Xem qua cuộc thế chuyện dần, cảm thương muôn loại chịu phần đau thương. Ngài tha thiết tìm phương cứu chữa, tự đem mình nghiệm rửa pháp môn. Dẫn thân vào chôn núi non, bỏ lìa điện ngọc lậu số ngay vàng. Tình phụ tử dứt ngang mãnh liệt, nghĩa phụ thế đoạn tuyệt can trường. Vượt qua tâm vách cương thường, hiển nhiên khai mở con đường đổ xanh. Bối sơ khởi đã đành khổ nhọc, mãi lễ chân bại lọc ba lừa. Thấp cao đạo lý chẳng vừa, báo phen tìm kiếm chẳng chưa thấy gì. Ngài thông thả suy đi nghĩ lại, đạo có khi ở tại lòng ta. Hạng nhờ định trí tìm ra, xếp chân ngồi lại kiếp và công phu. Sao năm chẳng rộng tu khổ hạnh, tấm thân còn một mảnh xương gầy. Nắng mưa sương gió nhuộm đầy, yếu lần đến đổi một ngày mòn hơi. Chợt tỉnh ngộ tức thời thấy rõ, đạo chưa thành thân bỏ sao ra. Độ đời nguyện lớn thênh thang, mỗi mòn thể dốc đảm đang sao rồi. Nghĩ cạn lẽ bèn thôi em xa, định ăn dùng đạm bạc thô sơ. Mỗi ngày một bữa ngõ trưa, cũng vừa đủ sống cũng vừa trao tâm. Áo đã mặc nhiều năm rách rã, lượm dại vô trầm giá khiêu khâu. Kiếm tìm từng miên giá không, thành y bá nạt ngọ hầu che thân. Rồi lần lượt bước chân giải thoát, đêm gương lành ôm bát qua trai. Đói đo đẫm đổi qua ngày, lúc chưa thành đạo đạo ai biết nhiều. Còn gặp phải lắm điều gây cấn, sự chết rằng ngộ trận ma dương. Lúc ngài nhập định phóng quang, ma dương binh tướng nghinh ngang đánh rùa. Nhưng chúng phải bị thua chạy trốn, ngài vẫn ngồi an ổn tự nhiên. Từ bi gương mặt dịu hiền, hào quang thanh tịnh môn thiền tỏa ra. Mà dường ấy quả là trần thế, e đạo ngài chủ trễ ngồi trên. Trường tu đắp dựng móng nền, đổi xây thế cuộc lập nên đạo trường. Thì quyền lực đế vương sẽ mất, tinh thần hưng vật chất suy mòn. Công danh là miếng ngồi ngon, cũng không lai chuyển lòng son đạo vàng. Đời thế lực ngang tàn áp bức, đạo ôn hòa bủa khắp phục thâu. Khó khăn muốn sự khởi đầu, thương người vẫn đạo biết bao nhọc nhằn. Bên ngoài đã lăn xăng rắc rối, bên trong còn tội lỗi gởi khiêu. Những nàng ma nữ cợt điêu, ấy là dục vọng quần theo bóng hình. Nhưng ngài dũng sức linh thiền định, dựng tinh thần thanh tịnh chớ tâm. Dòng căn nguồn gốc đã tầm, tham lam sân hận si lầm gian. Đắc trí huệ soi ra và pháp, phóng hào quang chiêu khắp ngàn trùng. Phép linh chứng được lục thông, trải bao cố gắng khổ công bấy chày. Nắng dần dạt mưa mai gió tối, tròi trọi thân với cội Bồ Đề. Nhất tâm thành đạo chưa hề dậy đi. Và nguyện lực sau khi đắc quả, đi khắp nơi hoằng hóa chúng sanh. Đầu tiên trên bước lữ hành, lẻ loi chỉ có một mình đường xa. Rồi lần lượt trải qua các xứ, phục thâu nhiều đệ tử giỏi giang. Lập thành giáo hội đạo tràng, đắp tổ xây dựng con đường mười phương. Đoàn hậu tấn noi gương hành đạo, chỗ gửi thân rốt rau Niết Bàn. Khởi hành từ chốn trần gian, về nơi bể tánh hưởng an đời đời. Từ ngàn trước bao người dông rủi, nay chỗ này là buổi chúng ta. Con dòng hưởng lấy tài gia, đói nhìn thử nghiệp thương cha công trình. Càng rộng lớn gian danh đồ sổ, là người xưa lao khổ lại càng. Tìm ra được ánh đạo vàng, nhọc nhằn khổ sở dễ dàng muôn đời. Ôi thật đáng cho đời kính ngưỡng, công đức Ngài vô lượng vô biên. Hỡi chư Phật tử hữu duyên, nhớ ơn tự phụ cận chuyên tu thiền. Hồi hướng chúng con đã vị Phật rồi, nguyện đem công đức vào đời chúng con. Chúng con nhất quyết lòng son, quyết tụ tánh tịnh không còn trầm luân. Phật dạy chúng con chỉ dựng, tâm con thanh tịnh luân hồi dựng ngay. Tại nơi thiền tông Phật Đại, kính xin Đức Phật nhận ngài lời này. Chúng con kính nguyện tại đây, luân hồi sanh tử đứt dây buộc ràng. Đời con đã hết gian nan, cùng nhờ Đức Phật chỉ ràng thiền tông. Tâm con hiện tại không không, chúng con một lòng thực hiện thiền tông. Dù cho thế giới hoại không, người không có hoại lòng con vẫn bền. Nhờ Phật con đã đứng lên, đứng hồi sanh tử được lên được rồi. Đời con lên phúc Phật ôi, hôm nay sanh tử dứt rồi với con. Nam mô giáo chủ ta bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô giáo chủ ta bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô giáo chủ ta bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô giáo chủ ta bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, hôm nay chúng con xin án vị ngài. Kính xin Đức Thế Tôn về ngự, để chúng con có nơi lễ lại tu thiền. Kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật chứng minh. Trước hết chúng con xin dâng hương, khói hương bay khắp bầu trời xanh. Rốt ráo tâm con bổn nguyện lành, trên khói hương này xin Phật ngự, chứng cho đệ tử tấm lòng thành. An vị Phật, lễ an vị kim thân Phật tố, nơi đạo tràng là chỗ kinh tôn. Chúng con dâng hết tâm hồn, ngưỡng cầu Đức Phật Thế Tôn chứng lòng. Hàng Phật tử dung trọng coi đức, đồng thành tâm hiệp lực tạo ra. Đạo thiền tam bảo nguy nga, đặng cho có chỗ gần xa tu thiền. Chúng con lòng thiền thỉnh rước, kiềm bảo thân ngài ngự trước nơi đây. Dựa lòng từ chúng bao giây, một lòng kính lại đức ngài Bổn Sư. 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, đủ tài năng đủ phép quyền linh. Khắp trong vạn vật chung sanh, tán dương ca ngợi công trình Thế Tôn. Trong ba cõi không ai sánh di, thật cao siêu đức trí vẹn toàn. Phật là ngọn đuốc tự quang, chúng con noi dấu theo đàn ngài đi. Mong lượng cả tự bi tam bảo, chứng lòng thành tâm đạo các con. Cầu xin tam bảo hằng còn, chúng con nương tựa gieo bòn phước duyên. Lạy Phật, kính lạy Phật, từ bi cứu thế đem đạo thiền phổ tế chúng sanh. Trần gian biết nẻo tu thiền, nhờ tâm thanh tịnh quang minh soi đường. Lễ Pháp, kính lạy Pháp là phương giải thoát, gốc tu thiền chánh Pháp từ xưa. Pháp tu chứng đắc kịp giờ, độ người qua đến bến bờ bên kia. Lễ Tăng, kính lại Tăng nghiêm trì giới luật hạnh, Tăng vô nhất vật thanh bằng. Tự mình giác ngộ ly chân, giúp người giác ngộ chuyên cần công tu. Tôn kính Phật bảo, Phật là đấng tối cao giác ngộ, lập đạo thiền tế độ chúng sanh. Luật nghiêm giới cấm bàn hành, là người dẫn lộ chỉ rành nẻo tu. Cõi trần thế bịt mù tâm tôi, biết đâu là đường lối thoát thân. Đầu tiên một bậc siêu nhân, cất mình thoát tục bước chân lìa đời. Đây đệ tử là người mong mỏi, dứt trần duyên theo dõi học hành. Kính dân một tấm lòng thành, phụng thờ Đức Phật đạo thiền cao siêu. Tôn kính Pháp bảo, Pháp của Phật giao điều chân lý, theo thiền tông học Pháp tu hành. Bài một thất tùy thân, Pháp môn thanh tịnh giúp nhân rõ lời. Pháp giải thoát khỏi nơi thế sự, được rơi vào bể tánh an nhàn. Sống chung tu học dễ dàng, thiền tông thanh tịnh mở đàn quyền môn. Lời thuyết Pháp hùng hồn cảnh tỉnh, giúp chúng sanh dứt bệnh hôn trầm. Quy thái diệu Pháp tâm thâm, chúng con hết dạ thành tâm phụng thờ. Tôn kính Tăng bảo, Tăng là các vị sư thanh tịnh, thể không chẳng dính bụi trần. Lì già các ái kinh thân, dứt trừ bổn ngã lãnh phần độ sanh. Tăng là người thừa hành Phật Pháp, đem đạo thiền dạy khắp thế gian. Hồng trần đám lửa cháy lan, nước mưa thiền học xối tràn tắt ngay. Trừ thánh Tăng công về vô hạn, giúp chúng sanh bảo quản nhọc nhằn. Đội ơn cảm đức không ngăn, chúng cô thờ kính lệ hàng giám sát. Chúc mừng chánh Pháp, đèn chánh Pháp ngày nay tỏ rạng, như mặt trời chiều sáng phương đông. Nhơn sanh đều tính rất nồng, mà phóng xa tầm mắt nhìn trong vui mừng. Mừng thấy rõ phục hưng thiền học, bấy lâu nay ẩn khuất khôn lường. Hiện giờ sang tỏ bốn phương, tiếng thôn vang dội mùi hương ngọt ngào. Nhờ giáo chủ truyền trao giáo lý, Pháp thiền tông học biết tu hành. Diệt trừ tận gốc lợi danh, không còn che lộn đua tranh giới đời. Thiền thanh tịnh là nơi cực lạc, người thanh tịnh đã khác người trần. Sống viễn trong cõi tinh thần, trao dồi tâm trí sắc thân chẳng mà. Mượn tu đại lên đàn cứu khổ, để thế gian làm chỗ giữa nương. Tự người săn sóc cúng dường, ra cổng tô đắp con đường tương lai. Ngày ba bữa ăn chay đạm bạc, thể ít nhiều lê gót tùy duyên. Pháp màu thanh tịnh giáo khuyên, nêu cao một tấm gương thiền soi chung. Về chỗ ở ung dung nhàn hạ, dưới gốc cây liều lá đơn sơ. Miễn là tranh nắng đục mưa, không cần xinh đẹp chẳng ứa màu mè. Về sự mặc đủ che thân thế, không xe xua không vẽ phù hoa. Tấm y bá nạp nhu hòa, đám mây chở khách ta bà dân du. Hạnh thanh tịnh pháp tu của Phật, lẽ sống chung vạn vật chung sanh. Không riêng xã hội gia đình, không phân chủng loại hữu tình vô tri. Người giải thoát đoạn ly thế sự, hiệp thành đoàn thanh tịnh vũ phương. Thiền thanh Đức Phật chủ trương, dạy môn thanh tịnh mở đường Như Lai. Pháp trí tuệ biện tài vô nghệ, vừa học qua vừa giải chúng sanh. Chính trong chỗ học và hành, nhiều người thực hiện được thành toàn năng. Thiền thanh tịnh thượng tầng quyền diệu, hiểu thiền thanh là hiểu thiên cơ. Rủi mai diệt trước ai ngờ, giúp cho thiên hạ nếm mùi thiền thanh. Rừng trần thế u minh mờ tối, người lạc vào mất lối trở ra. Sanh thân rồi lớn rồi già, rồi đau rồi chết lìa quá một đời. Rồi theo nghiệp luân hồi trở lại, cũng sanh thân cũng lại tấn tuồng. Bánh xe tứ khổ quay cuồng, mà sanh già đau chết theo guồng chuyển xây. Người đời mãi tạo gây lấy nghiệp, để rồi ra chịu kiếp luân trầm. Việc làm người phải vô tâm, nào hay có chỗ lạc lầm về sau. Ai là kẻ thương nhau dìu dắt, chỉ cho người biết chắc lối đi. Vượt qua khỏi đám rừng nguy, thoát qua số kiếp lưu ly trở về. Kìa chánh đạo Bồ Đề sáng tỏ, người tu thiền vạch rõ con đường. Hạnh tu thánh tịnh phi thường, cũng như đuốc sáng soi đường lối chung. Kẻ chỉ thiền ra trong diệu dắt, lời thuyết thiền khuyên nhắc ân cần, cho người biết nẻo tu tâm, đưa người thanh tịnh khỏi dần tội khiên. Ôi trần thế hữu duyên hữu phước, mấy ngàn năm gặp được đạo thiền. Phá tan tình trạng người điên, pháp tu thanh tịnh ánh đèn minh quang. Thiền thanh tịnh bừng sáng chói, nhiều ngọn đèn to rọi sáng trưng. Nhân sanh khắp chốn vui mừng, mừng thiền thanh tịnh phục hứng thịnh thời. Cảm ơn Đức Phật, cúi đầu lại trước Phật vàng. Chúc mừng thiền học đạo tràng vĩnh miên. Trên cao Đức Phật ngự yên, Đức Ngài tột bực ở trên cõi trần. Quang minh tương tốt vô ngần, nhân lành nhiều kiếp góp phần tạo nên. Công trình quá khứ nào quên, đường trần nhiều lối bước lên nẻo lành. Xuất gia khổ hạnh tu hành, lập nên giáo lý tự mình tìm ra. Nối truyền chánh pháp Thích Ca, 25 thế kỷ nay đã mở pháp. Người tu hiện tại mấy ai biết được chánh pháp Như Lai đã truyền. Nhờ vậy thấy rõ chơn nguyên, thiền thanh chỉ rõ trận duyên xa lìa. Người tu thanh tịnh phân chia, không ham vật chất chỉ ưa thanh bần. Một thiền một thất một thân, ngoài ra chẳng cần luận bàn chi xa. Hiện nay thiền tại nước ta, môn thiền thanh tịnh hiện ra đất rồng. Mở ra một cõi thiền tông, những người giác ngộ thông dong rất nhiều. Đạo thiền thanh tịnh cao siêu, người đã chứng được xem như sĩ hiền. Thiền tông thế giới không thuyền, không còn sai đắm chút quyền lợi danh. Mỗi người một thất liều tranh, tâm người thanh tịnh tự sánh đạo màu. Tâm sáng thanh tịnh không cầu, nếu ai muốn biết dạy câu tu thiền. Tự mình phải biết phải chuyên, vì đây môn thiền của Phật Thích Ca. Nếu ai duyên lớn nhận ra, là mình giác ngộ thiết tha tu trì. Đừng đem những chuyện thị phi và nói những cảnh ưu vi khổ sầu, mà nói đạo thanh không cầu, không quán không tưởng không cầu giới ai. Chỉ cần thanh tịnh suốt ngày, tâm mình phạt than thấy ai Niết Bàn. Chỗ này Phật dạy rõ ràng, nơi kinh diệu pháp chỉ đàn vượt qua. Đạo gốc của Phật Thích Ca giúp cho những loại vượt qua luân hồi. Như Lai chỉ dễ vậy thôi, để người trần thế luân hồi dừng đi. Nhớ Phật đời chén lộn, ngàn đời tội lỗi, còn bước riêng một lối thánh cao. Đạo thiền cao quý biết bao, mình vừa tu tỉnh vừa trao sửa người. Cùng giải thoát khỏi nơi rừng thấm, dắt dìu nhau dẫm bước bon bon. Lối đi đã sẵn đường mòn, công người khai dẹp ai còn nhớ chăng. Đức Phật tổ toàn năng toàn giác, sanh trong trần nhưng khác người trần. Xem qua cuộc thế chuyện dần, cảm thương muôn loại chịu phần đau thương. Ngài tha thiết tìm phương cứu chữa, tự đem mình nghiệm rửa pháp môn. Dẫn thân vào chôn núi non, bỏ lìa điện ngọc lậu son ai vàng. Tình phụ tử dứt ngang mãnh liệt, nghĩa phụ thế đoạn tuyệt can trường. Vượt qua tâm vách cương thường, hiển nhiên khai mở con đường đổ xanh. Bối sơ khởi đã đành khổ nhọc, mãi lễ chân bại lọc ba lừa. Thấp cao đạo lý chẳng vừa, báo phen tìm kiếm chẳng chưa thấy gì. Ngài thông thả suy đi nghĩ lại, đạo có khi ở tại lòng ta. Hạng nhờ định trí tìm ra, xếp chân ngồi lại kiếp và công phu. Sáu năm chẳng rộng tu khổ hạnh, tấm thân còn một mảnh xương gầy. Nắng mưa sương gió nhuộm đầy, yếu lần đến đổi một ngày mòn hơi. Chợt tỉnh ngộ tức thời thấy rõ, đạo chưa thành thân bỏ sao ra. Độ đời nguyện lớn thênh thang, mỗi mòn thể dốc đảm đang sao rồi. Nghĩ cạn lẽ bèn thôi em xa, định ăn dùng đạm bạc thố sơ. Mỗi ngày một bữa ngõ trưa, cũng vừa đủ sống cũng vừa trao tâm. Áo đã mặc nhiều năm rách rã, lượm dại vô trầm giá khiêu khâu. Kiếm tìm từng miên giá không, thành y bá nạt ngọ hầu che thân. Rồi lần lượt bước chân giải thoát, đêm gương lành ôm bát qua trai. Đói đo đắm đổi qua ngày, lúc chưa thành đạo đạo ai biết nhiều. Còn gặp phải lắm điều gây cấn, sự chết rằng ngộ trận ma dương. Lúc ngài nhập định phóng quang, ma dương binh tướng nghênh ngang đánh đùa. Nhưng chúng phải bị thua chạy trốn, ngài vẫn ngồi an ổn tự nhiên. Từ bi gương mặt dịu hiền, hào quang thanh tịnh môn thiền tỏa ra. Mà dường ấy quả là trần thế, e đạo ngài chủ trễ ngồi trên. Trường tu đắp dựng móng nền, đổi xây thế cuộc lập nên đạo trường. Thì quyền lực đế vương sẽ mất, tinh thần hưng vật chất suy mòn. Công danh là miếng mồi ngon, cũng không lai chuyển lòng son đạo vàng. Đời thế lực ngang tàn áp bức, đạo ôn hòa bủa khắp phục thâu. Khó khăn muốn sự khởi đầu, thương người dẫn đạo biết bao nhọc nhằn. Bên ngoài đã lăn xăng rắc rối, bên trong còn tội lỗi gởi khiêu. Những nàng ma nữ cợt điêu, ấy là dục vọng quần theo bóng hình. Nhưng Ngài dũng sức linh thiền định, dựng tinh thần thanh tịnh chơn tâm, dòng căn nguồn gốc đã tầm, tham lam sân hận si lầm gian. Đắc trí huệ soi ra và pháp, phóng hào quang chiêu khắp ngàn trùng. Phép linh chứng được lục thông, trải bao cố gắng khổ công bấy chày. Nắng dần dạt mưa mai gió tối, trồi trọi thân với cội Bồ Đề. Nhất tâm bản nguyện lời thề, nếu không thành đạo chưa hề dậy đi. Và nguyện lực sau khi đắc quả, đi khắp nơi hoằng hóa chúng sanh. Đầu tiên trên bước lữ hành, lẻ loi chỉ có một mình đường xa. Rồi lần lượt trải qua các xứ, phục thâu nhiều đệ tử giỏi giang, lập thành giáo hội đạo tràng. Đắp tổ xây dựng con đường mười phương, đoàn hậu tấn noi gương hành đạo. Chỗ gửi thân rốt ráo Niết Bàn, khởi hành từ chốn trần gian, về nơi bể tánh hưởng án đời đời. Từ ngàn trước bao người dông rủi, nay chỗ này là buổi chúng ta. Con dòng hưởng lấy tài gia, đối nhìn thử nghiệp thương cha công trình. Càng rộng lớn gian danh đồ sổ, là người xưa lao khổ lại càng. Tìm ra được ánh đạo vàng, nhọc nhằn khổ sở dễ dàng muôn đời. Ôi thật đáng cho đời kính ngưỡng, công đức Ngài vô lượng vô biên. Hỡi chư Phật tử hữu duyên, nhớ ơn tự phụ cận chuyên tu thiền. Hồi hướng chúng con đã vị Phật rồi, nguyện đem công đức vào đời chúng con. Chúng con nhất quyết lòng son, quyết tụ tánh tịnh không còn trầm luân. Phật dạy chúng con chỉ dựng, tâm con thanh tịnh luân hồi dựng ngay. Tại nơi thiền tông Phật Đại, kính xin Đức Phật nhận ngài lời này. Chúng con kính nguyện tại đây, luân hồi sinh tử đứt dây buộc ràng. Đời con đã hết gian nan, cùng nhờ Đức Phật chỉ ràng thiền tông. Tâm con hiện tại không không, chúng con một lòng thực hiện thiền tông. Dù cho thế giới hoại không, người không có hoại lòng con vẫn bền. Nhờ Phật con đã đứng lên, luân hồi sanh tử được lên được rồi. Đời con lớn phúc Phật ôi, hôm nay sinh tử dứt rồi với con. Nam mô giáo chủ ta bà muội sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô giáo chủ ta bà muội sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô giáo chủ ta bà muội sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô giáo chủ ta bà bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, hôm nay chúng con xin án vị Ngài. Kính xin Đức Thế Tôn về ngự, để chúng con có nơi lễ lại tu thiền. Kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật chứng minh. Trước hết chúng con xin dâng hương, khói hương bay khắp bầu trời xanh, rốt ráo tâm con bổn nguyện lành. Trên khói hương này xin Phật ngự, chứng cho đệ tử tấm lòng thành. An vị Phật. Lễ an vị kim thân Phật tổ, nơi đạo tràng là chỗ kinh tôn. Chúng con dâng hết tâm hồn, ngưỡng cầu Đức Phật Thế Tôn chứng lòng. Hàng Phật tử dung trọng coi đức, đồng thành tâm hiệp lực tạo ra. Đạo thiền tam bảo nguy nga, đặng cho có chỗ gần xa tu thiền. Chúng chúng con lòng thiền thỉnh rước kiềm bảo thận ngài ngự trước nơi đây, vừa lòng từ chúng bao giây một lòng kính lại đức ngài bổn sư. 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, đủ tài năng đủ phép quyền linh, khắp trong vạn vật chung sanh, tán dương ca ngợi công trình Thế Tôn. Trong ba cõi không ai sánh vi, thật cao siêu đức trí vẹn toàn, Phật là ngọn đuốc tự quang, chúng con noi dấu theo đàn ngài đi. Mong lượng cả tự bi tam bảo, chứng lòng thành tâm đạo các con, cầu xin tam bảo hằng còn, chúng con nương tựa gieo bòn phước duyên. Lạy Phật, kính lạy Phật từ bi cứu thế, đem đạo thiền phổ tế chúng sanh, trần gian biết nẻo tu thiền, nhờ tâm thanh tịnh quang minh soi đường. Lễ Pháp, kính lại Pháp là phương giải thoát, gốc tụ thiền chánh Pháp từ xưa, Pháp tụ chứng đắc kịp giờ, độ người qua đến bến bờ bên kia. Lễ Tăng, kính lại Tăng nghiêm trì giới luật hạnh, Tăng vô nhất vật thanh bằng, tự mình giác ngộ ly chân, giúp người giác ngộ chuyên cần công tu. Tôn kính Phật bảo, Phật là đấng tối cao giác ngộ, lập đạo thiền tế độ chúng sanh, luật nghiêm giới cấm bàn hành, là người dẫn lộ chỉ rành nẻo tu. Cõi trần thế bịt mù tâm tôi, biết đâu là đường lối thoát thân, đầu tiên một bậc siêu nhân, cất mình thoát tục bước chân lìa đời. Đây đệ tử là người mong mỏi, dứt trần duyên theo dõi học hành, kính dẫn một tấm lòng thành, phụng thờ Đức Phật đạo thiền cao siêu. Tôn kính Pháp bảo, Pháp của Phật giao điều chân lý, theo thiền tông học Pháp tu hành, bài một thất tùy thân, Pháp môn thanh tịnh giúp nhân rõ lời. Pháp giải thoát khỏi nơi thế sự, được rơi vào bể tánh an nhàn, sống chung tu học dễ dàng, thiền tông thánh tịnh mở đàn quyền môn. Lời thuyết Pháp hùng hồn cảnh tỉnh, giúp chúng sanh dứt bệnh hôn trầm, quy thái diệu Pháp tâm thâm, chúng con hết dạ thành tâm vụng thờ. Tôn kính Tăng bảo, Tăng là các vị sư thanh tịnh, thể không chẳng dính bụi trần, lì già các ái kinh thân, dứt trừ bổn ngã lãnh phần đổ sanh. Tăng là người thừa hành Phật Pháp, đem đạo thiền dạy khắp thế gian, hồng trần đám lửa cháy lan, nước mưa thiền học xối tràn tắt ngay. Trừ thánh tăng công về vô hạn, giúp chúng sanh báo hoạn nhọc nhằn, đội ơn cảm đức không ngàn, chúng cô thờ kính lễ hàng dám xa. Chúc mừng chánh Pháp, đèn chánh Pháp ngày nay tỏ rạng, như mặt trời chiều sáng phương đông, nhơn sanh đều tính giấc nồng, mà phóng xa tầm mắt nhìn trong vui mừng. Mừng thấy rõ phục hưng thiền học, bấy lâu nay ẩn khuất khôn lường, hiện giờ sang tỏ bốn phương, tiếng thôn vang dội mùi hương ngọt ngào. Nhờ giáo chủ truyền trao giáo lý, Pháp thiền tông học biết tu hành, diệt trừ tận gốc lợi danh, không còn che lộn đua tranh với đời. Thiền thanh tịnh là nơi cực lạc, người thanh tịnh đã khác người trần, sống riêng trong cõi tinh thần, trao dồi tâm trí sắc thân chẳng mà. Mượn tu đại lên đàn cứu khổ, để thế gian làm chỗ giữa nương, tự người sanh sống cúng dường, ra cổng tôn đắp con đường tương lai. Ngày ba bữa ăn chay đạm bạc, thể ít nhiều lê gót tùy duyên. Pháp màu thanh tịnh giáo khuyên, nếu cao một tấm gương thiền soi chung. Về chỗ ở ung dung nhàn hạ, dưới gốc cây liều lá đơn sơ. Miễn là tranh nắng đục mưa, không cần xinh đẹp chẳng ứa màu mè. Về sự mặc đủ che thân thế, không xe xua không vẽ phù hoa. Tấm y bá nạp nhu hòa, đám mây chở khách ta bà dân du. Hạnh thanh tịnh pháp tu của Phật, lẽ sống chung vạn vật chung sanh. Không riêng xã hội gia đình, không phân chủng loại hữu tình vô tri. Người giải thoát đoạn ly thế sự, hiệp thành đoàn thanh tịnh vũ phương. Thiền thanh Đức Phật chủ trương, dạy môn thanh tịnh mở đường Như Lai. Pháp trí tuệ biện tài vô nghệ, vừa học qua vừa giải chúng sanh. Chính trong chỗ học và hành, nhiều người thực hiện được thành toàn năng. Thiền thanh tịnh thượng tầng quyền diệu, hiểu thiền thanh là hiểu thiên cơ. Rủi mai diệt trước ai ngờ, giúp cho thiên hạ nếm mùi thiền thanh. Rừng trần thế u minh mờ tối, người lạc vào mất lối trở ra. Sanh thân rồi lớn rồi già, rồi đau rồi chết lìa quá một đời. Rồi theo nghiệp luân hồi trở lại, cũng sanh thân cũng lại tấn tuồng. Bánh xe tứ khổ quy cuồng, mà sanh già đau chết theo guồng chuyển xây. Người đời mãi tạo gây lấy nghiệp, để rồi ra chịu kiếp luân trầm. Việc làm người phải vô tâm, nào hay có chỗ lạc lầm về sau. Ai là kẻ thương nhau dìu dắt, chỉ cho người biết chắc lối đi. Vượt qua khỏi đám rừng nguy, thoát qua số kiếp lưu ly trở về. Kìa chánh đạo Bồ Đề sáng tỏ, người tu thiền vạch rõ con đường. Hạnh tu thánh tịnh phi thường, cũng như đuốc sáng soi đường lối chung. Kẻ chỉ thiền ra trong diệu dắt, lời thuyết thiền khuyên nhắc ân cần, cho người biết nẻo tu tâm, đưa người thanh tịnh khỏi dần tội khiên. Ôi trần thế hữu duyên hữu phước, mấy ngàn năm gặp được đạo thiền. Phá tan tình trạng người điên, pháp tu thanh tịnh ánh đèn minh quang. Thiền thanh tịnh bừng sáng chói, nhiều ngọn đèn to rọi sáng trưng. Nhân sanh khắp chốn vui mừng, mừng thiền thanh tịnh phục hứng thịnh thời. Cảm ơn Đức Phật, cúi đầu lại trước Phật vàng. Chúc mừng thiền học đạo tràng vĩnh miên. Trên cao Đức Phật ngự yên, Đức Ngài tột bực ở trên cõi trần. Quang minh tương tốt vô ngần, nhân lành nhiều kiếp góp phần tạo nên. Công trình quá khứ nào quên, đường trần nhiều lối bước lên nẻo lành. Xuất gia khổ hạnh tu hành, lập nên giáo lý tự mình tìm ra. Nối truyền chánh pháp Thích Ca, 25 thế kỷ nay đã mở pháp. Người tu hiện tại mấy ai biết được chánh pháp Như Lai đã truyền. Nhờ vậy thấy rõ chơn nguyên, thiền thanh chỉ rõ trần duyên xa lìa. Người tu thanh tịnh phân chia, không ham vật chất chỉ ưa thanh bần. Một thiền một thất một thân, ngoài ra chẳng cần lượng bàn chi xa. Hiện nay thiền tại nước ta, môn thiền thanh tịnh hiện ra đất rồng. Mở ra một cõi thiền tông, những người giác ngộ thông dong rất nhiều. Đạo thiền thanh tịnh cao siêu, người đã chứng được xem như sĩ hiền. Thiền tông thế giới không thuyền, không còn sai đắm chút quyền lợi danh. Mỗi người một thất liều tranh, tâm người thanh tịnh tự sanh đạo màu. Tâm sáng thanh tịnh không cầu, nếu ai muốn biết dạy câu tu thiền. Tự mình phải biết phải chuyên, vì đây môn thiền của Phật Thích Ca. Nếu ai duyên lớn nhận ra, là mình giác ngộ thiết tha tu trì. Đừng đem những chuyện thị phi, và nói những cảnh u bi khổ sầu. Mà nói đạo thánh không cầu, không quán không tưởng không cầu với ai. Chỉ cần thanh tịnh suốt ngày, tâm mình phạt than thấy ai Niết Bàn. Chỗ này Phật dạy rõ ràng, nơi kinh diệu pháp chỉ đàn vượt qua. Đạo gốc của Phật Thích Ca giúp cho những loại vượt qua luân hồi. Như Lai chỉ dễ vậy thôi, để người trần thế luân hồi dừng đi. Nhớ Phật đời chen lộn, ngàn đời tội lỗi, còn bước riêng một lối thánh cao. Đạo thiền cao quý biết bao, mình vừa tu tỉnh vừa trao sửa người. Cùng giải thoát khỏi nơi rừng thấm, dắt dìu nhau dẫm bước bon bon. Lối đi đã sẵn đường mòn, mà công người khai dẹp ai còn nhớ chăng. Đức Phật tổ toàn năng toàn giác, sanh trong trần nhưng khác người trần. Xem qua cuộc thế chuyện dần, cảm thương muôn loại chịu phần đau thương. Ngài tha thiết tìm phương cứu chữa, tự đem mình nghiệm rửa pháp môn. Dẫn thân vào chôn núi non, bỏ lìa điện ngọc lậu son ngai vàng. Tình phụ tử dứt ngang mãnh liệt, nghĩa phụ thế đoạn tuyệt can trường. Vượt qua tâm vách cương thường, hiển nhiên khai mở con đường đổ xanh. Buổi sơ khởi đã đành khổ nhọc, mãi lễ chân bại lọc ba lừa. Thấp cao đạo lý chẳng vừa, báo phen tìm kiếm chẳng chưa thấy gì. Ngài thông thả suy đi nghĩ lại, đạo có khi ở tại lòng ta. Hạng nhờ định trí tìm ra, xếp chân ngồi lại kiếp và công phu. Sáu năm chẳng rộng tu khổ hạnh, tấm thân còn một mảnh xương gầy. Nắng mưa sương gió nhuộm đầy, yếu lần đến đổi một ngày mòn hơi. Chợt tỉnh ngộ tức thời thấy rõ, đạo chưa thành thân bỏ sao đa. Độ đời nguyện lớn thênh thang, mỗi mòn thể dốc đảm đang sao rồi. Nghĩ cạn lẽ bèn thôi em xa, định ăn dùng đạm bạc thô sơ. Mỗi ngày một bữa ngõ trưa, cũng vừa đủ sống cũng vừa trao tâm. Áo đã mặc nhiều năm rách rã, lượm dại vô trầm giá khiêu khâu. Kiếm tìm từng miên giá không, thành y bá nạt ngọ hầu che thanh. Rồi lần lượt bước chân giải thoát, đêm gương lành ôm bát qua trai. Đói đo đắm đổi qua ngày, lúc chưa thành đạo đạo ai biết nhiều. Còn gặp phải lắm điều gây cấn, sự chết rằng ngộ trận ma dương. Lúc ngài nhập định phóng quang, ma dương binh tướng in ngang đánh đùa. Nhưng chúng phải bị thua chạy trốn, ngài vẫn ngồi an ổn tự nhiên. Từ bi gương mặt dịu hiền, hào quang thanh tịnh môn thiền tỏa ra. Mà dường ấy quả là trần thế, e đạo ngài chủ trễ ngồi trên. Trường tu đắp dựng móng nền, đổi xây thế cuộc lập nên đạo trường. thì quyền lực đế vương sẽ mất, tinh thần hưng vật chất suy mòn, công danh là miếng mồi ngon, cũng không lai chuyển lòng son đạo vàng. Đời thế lực ngang tàn áp bức, đạo ôn hòa bủa khắp phục thâu, khó khăn muốn sự khởi đầu, thương người vẫn đảo biết bao nhọc nhằn. Bên ngoài đã lăn xăng rắc rối, bên trong còn tội lỗi gởi khiêu, những nàng ma nữ cợt điêu, ấy là dục vọng quần theo bóng hình. Nhưng Ngài dũng sức linh thiền định, dưỡng tinh thần thanh tịnh chơn tâm, dòng căn nguồn gốc đã tầm, tham lam sân hận si lầm gian la. Đắc trí huệ soi ra vàng pháp, phóng hào quang chiêu khắp ngàn trùng, phép linh chứng được lục thông, trải bao cố gắng khổ công bấy chày. Nắng dần dạt mưa mai gió tối, tròi trọi thân với cội Bồ Đề, nhất tâm phán nguyện lời thề, nếu không thành đạo chưa hề dậy đi. Và nguyện lực sau khi đắc quả, đi khắp nơi hoằng hóa chung sanh, đầu tiên trên bước lữ hành, lẻ loi chỉ có một mình đường xa. Rồi lần lượt trải qua các xứ, phục thâu nhiều đệ tử giỏi giang, lập thành giáo hội đạo tràng, đắp tổ xây dựng con đường mười phương. Đoàn hậu tấn noi gương hành đạo, chỗ gửi thân rốt ráo Niết Bàn, khởi hành từ chốn trần gian, về nơi bể tánh hưởng an đời đời. Từ ngàn trước bao người dông rủi, nay chỗ này là buổi chúng ta, con dòng hưởng lấy tài gia, đối nhìn thử nghiệp thương cha công trình. Càng rộng lớn gian danh đồ sổ, là người xưa lao khổ lại càng, tìm ra được ánh đạo vàng, nhọc nhằn khổ sở dễ dàng muôn đời. Ôi thật đáng cho đời kính ngưỡng, công đức Ngài vô lượng vô biên, hỡi chư Phật tử hữu duyên, nhớ ơn tự phụ cận chuyên tu thiền. Hồi hướng chúng con đã vị Phật rồi, nguyện đem công đức vào đời chúng con. Chúng con nhất quyết lòng son, quyết tụ tánh tịnh không còn trầm luân. Phật dạy chúng con chỉ dựng, tâm con thanh tịnh luân hồi dựng ngay. Tại nơi thiền tông Phật Đại, kính xin Đức Phật nhận ngài lời này. Chúng con kính nguyện tại đây, luân hồi sinh tử đứt dây buộc ràng. Đời con đã hết gian nan, cùng nhờ Đức Phật chỉ ràng thiền tông. Tâm con hiện tại không không, chúng con một lòng thực hiện thiền tông. Dù cho thế giới hoại không, người không có hoại lòng con vẫn bền. Nhờ Phật con đã đứng lên, đứng hồi sanh tử được lên được rồi. Đời con lên phúc Phật ôi, hôm nay sanh tử dứt rồi với con. Nam mô giáo chủ ta bà muội sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô giáo chủ ta bà bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô giáo chủ ta bà bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô giáo chủ ta bà bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, hôm nay chúng con xin án vị Ngài. Kính xin Đức Thế Tôn về ngự, để chúng con có nơi lễ lại tu thiền. Kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật chứng minh. Trước hết chúng con xin dâng hương, khói hương bay khắp bầu trời xanh, rốt ráo tâm con bổn nguyện lành. Trên khói hương này xin Phật ngự, chứng cho đệ tử tấm lòng thành. vị Phật. Lễ an vị kim thân Phật tố, nơi đạo tràng là chỗ kinh tôn. Chúng con dâng hết tâm hồn, ngưỡng cầu Đức Phật Thế Tôn chứng lòng. Hàng Phật tử dung trọng coi đức, đồng thành tâm hiệp lực tạo ra đạo thiền tam bảo nguy nga, đặng cho có chỗ gần xa tung thiền. Chúng con lòng thiền thỉnh rước kiềm bảo thần ngài ngự trước nơi đây, dựa lòng từ chúng báo dây, một lòng kính lạy đức ngài bổn sư. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đủ tài năng đủ phép quyền linh, khắp trong vạn vật chung sanh, tán dương ca ngợi công trình Thế Tôn. Trong ba cõi không ai sánh vi, thật cao siêu đức trí vẹn toàn, Phật là ngọn đuốc tự quang, chúng con noi dấu theo đàn ngài đi. Mong lượng cả tự bi tam bảo, chứng lòng thành tâm đạo các con, cầu xin tam bảo hằng còn, chúng con nương tựa gieo bòn phước duyên. Lạy Phật kính lạy Phật, từ bi cứu thế đem đạo thiền phổ tế chúng sanh, trần gian biết nẻo tu thiền, nhờ tâm thanh tịnh quang minh soi đường. Lễ pháp kính lại pháp là phương giải thoát, gốc tu thiền chánh pháp từ xưa, pháp tu chứng đắc kịp giờ, độ người qua đến bến bờ bên kia. Lễ tăng kính lại tăng im trì, giới luật hạnh tăng vô nhất vật thanh bằng, tự mình giác ngộ ly chân, giúp người giác ngộ chuyên cần công tu. Tôn kính Phật bảo Phật là đấng tối cao giác ngộ, lập đạo thiền tế độ chúng sanh, luật nghiêm giới cấm bàn hành, là người dẫn lộ chỉ rành nẻo tu. Cõi trần thế bịt mù tâm tôi, biết đâu là đường lối thoát thân, đầu tiên một bậc siêu nhân, cất mình thoát tục bước chân lìa đời. Đây đệ tử là người mong mỏi, dứt trần duyên theo dõi học hành, kính dân một tấm lòng thành, phụng thờ Đức Phật đạo thiền cao siêu. Tôn kính pháp bảo pháp của Phật giao điều chân lý, theo thiền tông học pháp tu hành, bài một thất tùy thân, pháp môn thanh tịnh giúp nhân rõ lời. Pháp giải thoát khỏi nơi thế sự, được rơi vào bể tánh an nhàn, sống chung tu học dễ dàng, thiền tông thanh tịnh mở đàn quyền môn. Lời thuyết pháp hùng hồn cảnh tỉnh, giúp chúng sanh dứt bệnh hôn trầm, quy thái diệu pháp tâm thâm, chúng con hết dạ thành tâm phụng thờ. Tôn kính tăng bảo tăng là các vị sư thanh tịnh, thể không không chẳng dính bụi trần, lì già các ái kinh thân, dứt trừ bổn ngã lãnh phần đổ sanh. Tăng là người thừa hành Phật pháp, đem đạo thiền dạy khắp thế gian, hồng trần đám lửa cháy lan, nước mưa thiền học xối tràn tắt ngay. Chư thánh tăng công về vô hạn, giúp chúng sanh báo hoạn nhọc nhằn, đội ơn cảm đức không ngăn, chúng cô thờ kính lễ hàng dám xa. Chúc mừng chánh pháp, đèn chánh pháp ngày nay tỏ rạng, như mặt trời chiều sáng phương đông, nhớn xanh đều tính rất nồng, mà phóng xa tầm mắt nhìn trong vui mừng. Mừng thấy rõ phục hưng thiền học, bấy lâu nay ẩn khuất khôn lường, hiện giờ sang tỏ bốn phương, tiếng thôn vang dội mùi hương ngọt ngào. Nhờ giáo chủ truyền trao giáo lý, Pháp Thiền Tông học biết tu hành. Diệt trừ tận gốc lợi danh, không còn che lộn đua tranh với đời. Thiền thanh tịnh là nơi cực lạc, người thanh tịnh đã khác người trần. Sống viễn trong cõi tinh thần, trao dồi tâm trí sắc thân chẳng màng. Mượn tu đại lên đàn cứu khổ, để thế gian làm chỗ giữa nương. Tự người săn sóc cúng dường, ra cổng tô đắp con đường tương lai. Ngày ba bữa ăn chay đạm bạc, thể ít nhiều lê gót tùy duyên. Pháp màu thanh tịnh giáo khuyên, nêu cao một tấm gương thiền soi chung. Về chỗ ở ung dung nhàn hạ, dưới gốc cây liều lá đơn sơ. Miễn là tranh nắng đục mưa, không cần xinh đẹp chẳng ứa màu mè. Về sự mặc đủ che thân thể, không xe xua không vẽ phụ qua. Tấm y bá nạp nhu hòa, đám mây chở khách ta bà dân du. Hạnh thanh tịnh pháp tu của Phật, lẽ sống chung vạn vật chung sanh. Không riêng xã hội gia đình, không phân chủng loại hữu tình vô tri. Người giải thoát đoạn ly thế sự, hiệp thành đoàn thanh tịnh vũ phương. Thiền thanh Đức Phật chủ trương, dạy môn thanh tịnh mở đường Như Lai. Pháp trí tuệ biện tài vô nghệ, vừa học qua vừa giải chúng sanh. Chính trong chỗ học và hành, nhiều người thực hiện được thành toàn năng. Thiền thanh tịnh thượng tầng quyền diệu, hiểu thiền thanh là hiểu thiên cơ. Rủi mai diệt trước ai ngờ, giúp cho thiên hạ nếm mùi thiền thanh. Rừng trần thế u minh mờ tối, người lạc vào mất lối trở ra. Sanh thân rồi lớn rồi già, rồi đau rồi chết lìa quá một đời. Rồi theo nghiệp luân hồi trở lại, cũng sanh thân cũng lại tấn tuồng. Bánh xe tứ khổ quay cuồng, mà sanh già đau chết theo guồng chuyển xây. Người đời mãi tạo gây lấy nghiệp, để rồi ra chịu kiếp luân trầm. Việc làm người phải vô tâm, nào hay có chỗ lạc lầm về sau. Ai là kẻ thương nhau dìu dắt, chỉ cho người biết chắc lối đi. Vượt qua khỏi đám rừng nguy, thoát qua số kiếp lưu ly trở về. Kìa chánh đạo Bồ Đề sáng tỏ, người tu thiền vạch rõ con đường. Hạnh tu thánh tịnh phi thường, cũng như đuốc sáng soi đường lối chung. Kẻ chỉ thiền ra trong diệu dắt, lời thuyết thiền khuyên nhắc ân cần, cho người biết nẻo tu tâm, đưa người thanh tịnh khỏi dần tội khiên. Ôi trần thế hữu duyên hữu phước, mấy ngàn năm gặp được đạo thiền. Phá tan tình trạng người điên, pháp tu thanh tịnh ánh đèn minh quang. Thiền thanh tịnh bừng sáng chói, nhiều ngọn đèn to rọi sáng trưng. Nhân sanh khắp chốn vui mừng, mừng thiền thanh tịnh phục hứng thịnh thời. Cảm ơn Đức Phật, cúi đầu lại trước Phật vàng. Chúc mừng thiền học đạo tràng vĩnh miên. Trên cao Đức Phật ngưỡng yên, Đức Ngài tột bực ở trên cõi trần. Quang minh tương tốt vô ngần, nhân lành nhiều kiếp góp phần tạo nên. Công trình quá khứ nào quên, đường trần nhiều lối bước lên nẻo lành. Xuất gia khổ hạnh tu hành, lập nên giáo lý tự mình tìm ra. Nối truyền chánh pháp Thích Ca, 25 thế kỷ nay đã mở pháp. Người tu hiện tại mấy ai biết được chánh pháp Như Lai đã truyền. Nhờ vậy thấy rõ chớn nguyên thiền thân, chỉ rõ trận duyên xa đìa. Người tu thanh tịnh phân chia, không ham vật chất chỉ ưa thanh bần. Một thiền một thất một thân, ngoài ra chẳng cần luận bàn chi xa. Hiện nay thiền tại nước ta, môn thiền thanh tịnh hiện ra đất rồng. Mở ra một cõi thiền tông, những người giác ngộ thông dong rất nhiều. Đạo thiền thanh tịnh cao siêu, người đã chứng được xem như sĩ hiền. Thiền tông thế giới không thiền, không còn sai đắm chút quyền lợi danh. Mỗi người một thất liều tranh, tâm người thanh tịnh tự sanh đạo màu. Tâm sáng thanh tịnh không cầu, nếu ai muốn biết dạy câu tu thiền. Tự mình phải biết phải chuyên, vì đây môn thiền của Phật Thích Ca. Nếu ai duyên lớn nhận ra, là mình giác ngộ thiết tha tu trì. Đừng đem những chuyện thị phi, và nói những cảnh u bi khổ sầu. Mà nói đạo thanh không cầu, không quán không tưởng không cầu giới. Chỉ cần thanh tịnh suốt ngày, tâm mình phạt than thấy ai Niết Bàn. Chỗ này Phật dạy rõ ràng, nơi kinh diệu pháp chỉ đàn vượt qua. Đạo gốc của Phật Thích Ca giúp cho những loại vượt qua luân hồi. Như Lai chỉ dễ vậy thôi, để người trần thế luân hồi dứt đi. Nhớ Phật đời chen lộn, ngàn đời tội lỗi, còn bước riêng một lối thánh cao. Đạo thiền cao quý biết bao, mình vừa tu tỉnh vừa trao sửa người. Cùng giải thoát khỏi nơi rừng thấm, dắt dìu nhau dẫm bước bon bon. Lối đi đã sẵn đường mòn, mà công người khai dẹp ai còn nhớ chăng. Đức Phật tổ toàn năng toàn giác, sanh trong trần nhưng khác người trần. Xem qua cuộc thế chuyện dần, cảm thương muôn loại chịu phần đau thương. Ngài tha thiết tìm phương cứu chữa, tự đem mình nghiệm rửa pháp môn. Dẫn thân vào chôn núi non, bỏ lìa điện ngọc lậu số ngay vàng. Tình phụ tử dứt ngang mãnh liệt, nghĩa phụ thế đoạn tuyệt can trường. Vượt qua tâm vách cương thường, hiển nhiên khai mở con đường đổ xanh. Bối sơ khởi đã đành khổ nhọc, mãi lễ chân bại lọc ba lừa. Thấp cao đạo lý chẳng vừa, báo phen tìm kiếm chẳng chưa thấy gì. Ngài thông thả suy đi nghĩ lại, đạo có khi ở tại lòng ta. Hạng nhờ định trí tìm ra, xếp chân ngồi lại kiếp và công phu. Sáu năm chẳng rộng tu khổ hạnh, tấm thân còn một mảnh xương gầy. Nắng mưa sương gió nhuộm đầy, yếu lần đến đổi một ngày mòn hơi. Chợt tỉnh ngộ tức thời thấy rõ, đạo chưa thành thân bỏ sao đen. Độ đời nguyện lớn thênh thang, mỗi mòn thể dốc đảm đang sao rồi. Nghĩ cạn lẽ bèn thôi em xa, định ăn dùng đạm bạc thô sơ. Mỗi ngày một bữa ngõ trưa, cũng vừa đủ sống cũng vừa trao tâm. Áo đã mặc nhiều năm rách rã, lượm dại vô trầm giá khiêu khâu. Kiếm tìm từng miên giá không, thành y bá nạt ngọ hầu che thân. Rồi lần lượt bước chân giải thoát, đêm gương lành ôm bát qua trai. Đói đo đẫm đổi qua ngày, lúc chưa thành đạo đạo ai biết nhiều. Còn gặp phải lắm điều gây cấn, sự chết rằng ngộ trận ma dương. Lúc ngài nhập định phóng quang, ma dương binh tướng in ngang đánh rùa. Nhưng chúng phải bị thua chạy trốn, Ngài vẫn ngồi an ổn tự nhiên. Từ bi gương mặt dịu hiền, hào quang thanh tịnh môn thiền tỏa ra. Mà dường ấy quả là trần thế, e đạo Ngài chủ trễ ngồi trên. Trường tu đắp dựng móng nền, đổi xây thế cuộc lập nên đạo trường. Thì quyền lực đế vương sẽ mất, tinh thần hưng vật chất suy mòn. Công danh là miếng mồi ngon, cũng không lai chuyển lòng son đạo vàng. Đời thế lực ngang tàn áp bức, đạo ôn hòa bủa khắp phục thâu. Khó khăn muốn sự khởi đầu, thương người vẫn đảo biết bao nhọc nhằn. Bên ngoài đã lăn xăng rắc rối, bên trong còn tội lỗi gởi khiêu. Những nàng ma nữ cợt điêu, ấy là dục vọng quần theo bóng hình. Nhưng Ngài dũng sức linh thiền định, dựng tinh thần thanh tịnh chớ tâm. Dòng căn nguồn gốc đã tầm, mà tham lam sân hận si lầm gian. Đắc trí huệ soi ra và pháp, phóng hào quang chiêu khắp ngàn trùng. Phép linh chứng được lục thông, trải bao cố gắng khổ công bấy chày. Nắng dần dạt mưa mai gió tối, tròi trọi thân giới cội Bồ Đề. Nhất tâm bản nguyện lời thề, nếu không thành đạo chưa hề dậy đi. Và nguyện lực sau khi đắc quả, đi khắp nơi hoằng hóa chung sanh. Đầu tiên trên bước lữ hành, lẻ loi chỉ có một mình đường xa. Rồi lần lượt trải qua các xứ, phục thâu nhiều đệ tử giỏi giang. Lập thành giáo hội đạo tràng, đắp tổ xây dựng con đường mười phương. Đoàn hậu tấn noi gương hành đạo, chỗ gửi thân rốt rau Niết Bàn. Khởi hành từ chốn trần gian, về nơi bể tánh hưởng an đời đời. Từ ngàn trước bao người dông rủi, nay chỗ này là buổi chúng ta. Con dòng hưởng lấy tài gia, đối nhìn thử nghiệp thương cha công trình. Càng rộng lớn gian danh đồ sổ, là người xưa lao khổ lại càng. Tìm ra được ánh đạo vàng, nhọc nhằn khổ sở dễ dàng muôn đời. Ôi thật đáng cho đời kính ngưỡng, công đức Ngài vô lượng vô biên. Hỡi chư Phật tử hữu duyên, nhớ ơn tự phụ cận chuyên tu thiền. Hồi hướng chúng con đã vị Phật rồi, nguyện đem công đức vào đời chúng con. Chúng con nhất quyết lòng son, quyết tụ thanh tịnh không còn trầm luân. Phật dạy chúng con chỉ dựng, tâm con thanh tịnh luân hồi dựng ngay. Tại nơi thiền tông Phật Đại, kính xin Đức Phật nhận ngài lời này. Chúng con kính nguyện tại đây, luân hồi sanh tử đứt dây buộc ràng. Đời con đã hết gian nan, cùng nhờ Đức Phật chỉ ràng thiền tông. Tâm con hiện tại không không, chúng con một lòng thực hiện thiền tông. Dù cho thế giới hoại không, người không có hoại lòng con vẫn bền. Nhờ Phật con đã đứng lên, đứng hồi sanh tử được lên được rồi. Đời con lên phúc Phật ôi, hôm nay sinh tử dứt rồng rơi con. Nam mô giáo chủ ta bà bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô giáo chủ ta bà bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô giáo chủ ta bà bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô giáo chủ ta bà bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, hôm nay chúng con xin án vị Ngài. Kính xin Đức Thế Tôn về ngự, để chúng con có nơi lễ lại tu thiền. Kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật chứng minh. Trước hết chúng con xin dâng hương, khói hương bay khắp bầu trời xanh, rốt ráo tâm con bổn nguyện lành. Trên khói hương này xin Phật ngự, chứng cho đệ tử tấm lòng thành. An vị Phật. Lễ an vị kim thân Phật tổ, nơi đạo tràng là chỗ kinh tôn. Chúng con dâng hết tâm hồn, ngưỡng cầu Đức Phật Thế Tôn chứng lòng. Hàng Phật tử dung trọng coi đức, đồng thành tâm hiệp lực tạo ra đạo thiền tam bảo uy nga, đặng cho có chỗ gần xa tung thiền. Chúng con lòng thiền thỉnh rước kiềm bảo thần ngài ngự trước nơi đây, dựa lòng từ chúng bao giây, một lòng kính lại đức ngài bổn sư. 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, đủ tài năng đủ phép quyền linh, khắp trong vạn vật chung sanh, tán dương ca ngợi công trình Thế Tôn. Trong ba cõi không ai sánh vi, thật cao siêu đức trí vẹn toàn, Phật là ngọn đuốc tự quang, chúng con noi dấu theo đàn ngài đi. Mong lượng cả từ bi tam bảo, chứng lòng thành tâm đạo các con, cầu xin tam bảo hằng còn, chúng con nương tựa gieo bòn phước duyên. Lạy Phật. Kính lạy Phật từ bi cứu thế, đem đạo thiền phổ tế chúng sanh, trần gian biết nẻo tu thiền, nhờ tâm thanh tịnh quang minh soi đường. Lễ Pháp. Kính lại Pháp là phương giải thoát, gốc tu thiền chánh Pháp từ xưa, Pháp tu chứng đắc kịp giờ, độ người qua đến bến bờ bên kia. Lễ Tăng. Kính lại Tăng nghiêm trì giới luật hạnh, Tăng vô nhất vật thanh bằng, tự mình giác ngộ ly chân, giúp người giác ngộ chuyên cần công tu. Tôn kính Phật bảo. Phật là đấng tối cao giác ngộ, lập đạo thiền tế độ chúng sanh, luật nghiêm giới cấm bàn hành, là người dẫn lộ chỉ rành nẻo tu. Cõi trần thế bịt mù tâm tôi, biết đâu là đường lối thoát thân, đầu tiên một bậc siêu nhân, cất mình thoát tục bước chân lìa đời. Đây đệ tử là người mong mỏi, dứt trần duyên theo dõi học hành, kính dân một tấm lòng thành, phụng thờ Đức Phật đạo thiền cao siêu. Tôn kính Pháp bảo. Pháp của Phật giao điều chân lý, theo thiền tông học Pháp tu hành, bài một thất tùy thân, Pháp môn thanh tịnh giúp nhân rõ lời. Pháp giải thoát khỏi nơi thế sự, được rơi vào bể tánh an nhàn, sống chung tu học dễ dàng, thiền tông thanh tịnh mở đàn quyền môn. Lời thuyết Pháp hùng hồn cảnh tỉnh, giúp chúng sanh dứt bệnh hôn trầm, quy thái diệu Pháp tâm thâm, chúng con hết dạ thành tâm phụng thờ. Tôn kính Tăng bảo. Tăng là các vị sư thanh tịnh, thể không chẳng dính bụi trần, lì già các ái khinh thân, dứt trừ bổn ngã lãnh phần độ sanh. Tăng là người thừa hành Phật Pháp, đem đạo thiền dạy khắp thế gian, hồng trần đám lửa cháy lan, nước mưa thiền học xối tràn tắt ngay. Trừ thánh tăng công về vô hạn, giúp chúng sanh báo quản nhọc nhằn, đội ơn cảm đức không ngăn, chúng cô thờ kính lệ hàng dám xa. Chúc mừng chân Pháp. Đèn chánh pháp ngày nay tỏ rạng như mặt trời chiều sáng phương đông. Nhẫn sanh điều tính rất nồng mà phóng xa tầm mắt nhìn trong vui mừng. Mừng thấy rõ phục hưng thiền học bấy lâu nay ẩn khuất khôn lường. Hiện giờ sang tỏ bốn phương tiếng thôn vang dội mùi hương ngọt ngào. Nhờ giáo chủ truyền trao giáo lý pháp thiền tông học biết tu hành. Diệt trừ tận gốc lợi danh không còn che lộn đua tranh với đời. Thiền thanh tịnh là nơi cực lạc, người thanh tịnh đã khác người trần. Sống viễn trong cõi tinh thần, trao dồi tâm trí sắc thân chẳng mà. Mượn tu đại lên đàn cứu khổ, để thế gian làm chỗ giữa nương. Tự người săn sóc cúng dường, ra cổng tô đắp con đường tương lai. Ngày ba bữa ăn chay đạm bạc, thể ít nhiều lê gót tùy duyên. Pháp màu thanh tịnh giáo khuyên, nêu cao một tấm gương thiền soi chung. Về chỗ ở ung dung nhàn hạ, dưới gốc cây liều lá đơn sơ. Miễn là tranh nắng đục mưa, không cần xinh đẹp chẳng ứa màu mè. Về sự mặc đủ che thân thế, không xe xua không vẽ phù hoa. Tấm y bá nạp nhu hòa, đám mây chở khách ta bà dân du. Hạnh thanh tịnh pháp tu của Phật, lẽ sống chung vạn vật chung sanh. Không riêng xã hội gia đình, không phân chủng loại hữu tình vô tri. Người giải thoát đoạn ly thế sự, hiệp thành đoàn thanh tịnh vũ phương. Thiền thanh Đức Phật chủ trương, dạy môn thanh tịnh mở đường Như Lai. Pháp trí tuệ biện tài vô nghệ, vừa học qua vừa giải chúng sanh. Chính trong chỗ học và hành, nhiều người thực hiện được thành toàn năng. Thiền thanh tịnh thượng tầng quyền diệu, hiểu thiền thanh là hiểu thiên cơ. Rủi mai diệt trước ai ngờ, giúp cho thiên hạ nếm mùi thiền thanh. Rừng trần thế u minh mờ tối, người lạc vào mất lối trở ra. Sanh thân rồi lớn rồi già, rồi đau rồi chết lìa quá một đời. Rồi theo nghiệp luân hồi trở lại, cũng sanh thân cũng lại tấn tuồng. Bánh xe tứ khổ quay cuồng, mà sanh già đau chết theo guồng chuyển xây. Người đời mãi tạo gây lấy nghiệp, để rồi ra chịu kiếp luân trầm. Việc làm người phải vô tâm, nào hay có chỗ lạc lầm về xa. Ai là kẻ thương nhau dìu dắt, chỉ cho người biết chắc lối đi. Vượt qua khỏi đám rừng nguy, thoát qua số kiếp lưu ly trở về. Kìa chánh đạo Bồ Đề sáng tỏ, người tu thiền vạch rõ con đường. Hạnh tu thánh tịnh phi thường, cũng như đuốc sáng soi đường lối chung. Kẻ chỉ thiền ra trong dìu dắt, lời thuyết thiền khuyên nhắc ân cần. Cho người biết nẻo tu tâm, đưa người thanh tịnh khỏi dần tội khiên. Ôi trần thế hữu duyên hữu phước, mấy ngàn năm gặp được đạo thiền. Phá tan tình trạng người điên, pháp tu thanh tịnh ánh đèn minh quang. Thiền thanh tịnh bừng sáng chói, nhiều ngọn đèn to rọi sáng trưng. Nhân sanh khắp chốn vui mừng, mừng thiền thanh tịnh phục hưng thịnh thời. Cảm ơn Đức Phật, cúi đầu lại trước Phật vàng. Chúc mừng thiền học đạo tràng vĩnh miên. Trên cao Đức Phật ngự yên, Đức Ngài tột bực ở trên cõi trần. Quang minh tu tốt vô ngần, dẫn lành nhiều kiếp góp phần tạo nên. Công trình quá khứ nào quên, đường trần nhiều lối bước lên nẻo lành. Xuất gia khổ hạnh tu hành, lập nên giáo lý tự mình tìm ra. Nối truyền chánh pháp Thích Ca, 25 thế kỷ nay đã mở pháp. Người tu hiện tại mấy ai biết được chánh pháp Như Lai đã truyền. Nhờ vậy thấy rõ chơn nguyên, thiền thanh chỉ rõ trận duyên xa lìa. Người tu thanh tịnh phân chia, không ham vật chất chỉ ưa thanh bần. Một thiền một thất một thân, ngoài ra chẳng cần luận bàn chi xa. Hiện nay thiền tại nước ta, môn thiền thanh tịnh hiện ra đất rồng. Mở ra một cõi thiền tông, những người giác ngộ thông dong rất nhiều. Đạo thiền thanh tịnh cao siêu, người đã chứng được xem như sĩ hiền. Thiền tông thế giới không thuyền, không còn sai đắm chút quyền lợi danh. Mỗi người một thất liều tranh, tâm người thanh tịnh tự sánh đạo màu. Tâm sáng thanh tịnh không cầu, nếu ai muốn biết dạy câu tu thiền. Tự mình phải biết phải chuyên, vì đây môn thiền của Phật Thích Ca. Nếu ai duyên lớn nhận ra, là mình giác ngộ thiết tha tu trì. Đừng đem những chuyện thị phi và nói những cảnh u bi khổ sầu. Mà nói đạo thanh không cầu, không quán không tưởng không cầu với ai. Chỉ cần thanh tịnh suốt ngày, tâm mình phạt than thấy ai Niết Bàn. Chỗ này Phật dạy rõ ràng, nơi kinh diệu pháp chỉ đàn vượt qua. Đạo gốc của Phật Thích Ca giúp cho những loại vượt qua luân hồi. Như Lai chỉ dễ vậy thôi, để người trần thế luân hồi dừng đi. Nhớ Phật đời chén lộn, ngàn đời tội lỗi. Con bước riêng một lối thánh cao, đạo thiền cao quý biết bao. Mình vừa tu tỉnh vừa trao sửa người, cùng giải thoát khỏi nơi rừng thấm. Dắt dìu nhau dẫm bước bon bon, lối đi đã sẵn đường mòn. Công người khai dẹp ai còn nhớ chăng? Đức Phật tổ toàn năng toàn giác, sanh trong trần nhưng khác người trần. Xem qua cuộc thế chuyện dần, cảm thương muôn loại chịu phần đau thương. Ngài tha thiết tìm phương cứu chữa, tự đem mình nghiệm rửa pháp môn. Dẫn thân vào chôn núi non, bỏ lìa điện ngọc lậu son ai vàng. Tình phụ tử dứt ngang mãnh liệt, nghĩa phụ thế đoạn tuyệt can trường. Vượt qua tâm vách cương thường, hiển nhiên khai mở con đường đổ xanh. Bối sơ khởi đã đành khổ nhọc, mãi lễ chân bại lọc ba lừa. Thấp cao đạo lý chẳng vừa, bao phen tìm kiếm chẳng chưa thấy gì. Ngài thông thả suy đi nghĩ lại, đạo có khi ở tại lòng ta. Hạng nhờ định trí tìm ra, xếp chân ngồi lại kiếp và công phu. 6 năm chẳng rộng tu khổ hạnh, tấm thân còn một mảnh xương gầy. Nắng mưa sương gió nhuộm đầy, yếu lần đến đổi một ngày mòn hơi. Chợt tỉnh ngộ tức thời thấy rõ, đạo chưa thành thân bỏ sao đen. Độ đời nguyện lớn thênh thang, mỗi mòn thể dốc đảm đang sao rồi. Nghĩ cạn lẽ bèn thôi em xa, định ăn dùng đạm bạc thố sơ. Mỗi ngày một bữa ngõ trưa, cũng vừa đủ sống cũng vừa trao tâm. Áo đã mặc nhiều năm rách rã, lượm dại vô trần giá khiêu khâu. Kiếm tìm từng miên giá không, thành y bá nạt ngọ hầu che thanh. Rồi lần lượt bước chân giải thoát, đêm gương lành ôm bát qua trai. Đói đo đắm đổi qua ngày, lúc chưa thành đạo đạo ai biết nhiều. Còn gặp phải lắm điều gây cấn, sự chết rằng ngộ trận ma dương. Lúc ngài nhập định phóng quang, ma dương binh tướng nghênh ngang đánh đùa. Nhưng chúng phải bị thua chạy trốn, ngài vẫn ngồi an ổn tự nhiên. Từ bi gương mặt diệu hiền, hào quang thanh tịnh môn thiền tỏa ra. Mà dường ấy quả là trần thế, e đạo ngài chủ trễ ngồi trên. Trường tu đắp dựng móng nền, đổi xây thế cuộc lập nên đạo trường. Thì quyền lực đế vương sẽ mất, tinh thần hưng vật chất suy mòn. Công danh là miếng mồi ngon, cũng không lai chuyển lòng son đạo vàng. Đời thế lực ngang tàn áp bức, đạo ôn hòa bủa khắp phục thâu. Khó khăn muốn sự khởi đầu, thương người dẫn đạo biết bao nhọc nhằn. Bên ngoài đã lăn xăng rắc rối, bên trong còn tội lỗi gởi khiêu. Những nàng ma nữ cợt điêu, ấy là dục vọng quần theo bóng hình. Nhưng ngài dũng sức linh thiền định, dựng tinh thần thanh tịnh chớ tâm. Dòng căn nguồn gốc đã tầm, tham lam sân hận si lầm gian. Đắc trí huệ soi ra và pháp, phóng hào quang chiêu khắp ngàn trùng. Phép linh chứng được lục thông, trải bao cố gắng khổ công bấy chày. Nắng dần dạt mưa mai gió tối, tròi trọi thân với cội Bồ Đề. Nhất tâm bản nguyện lời thề, nếu không thành đạo chưa hề dậy đi. Và nguyện lực sau khi đắc quả, đi khắp nơi hoằng hóa chung sanh. Đầu tiên trên bước lữ hành, lẻ loi chỉ có một mình đường xa. Rồi lần lượt trải qua các xứ, phục thâu nhiều đệ tử giỏi giang. Lập thành giáo hội đạo tràng, đắp tô xây dựng con đường mười phương. Đoàn hậu tấn noi gương hành đạo, chỗ gửi thân rốt ráo Niết Bàn. Khởi hành từ chốn trần gian, về nơi bể tánh hưởng án đời đời. Từ ngàn trước bao người dông rủi, nay chỗ này là buổi chúng ta. Con dòng hưởng lấy tài gia, đối nhìn thử nghiệp thương cha công trình. Càng rộng lớn gian danh đồ sổ, là người xưa lao khổ lại càng. Tìm ra được ánh đạo vàng, nhọc nhằn khổ sở dễ dàng muôn đời. Ôi thật đáng cho đời kính ngưỡng, công đức ngài vô lượng vô biên. Hỡi chư Phật tử hữu duyên, nhớ ơn tự phụ cận chuyên tu thiền. Hồi hướng chúng con đã vị Phật rồi, nguyện đem công đức vào đời chúng con. Chúng con nhất quyết lòng son, quyết tụ thanh tịnh không còn trầm luân. Phật dạy chúng con chỉ dựng, tâm con thanh tịnh luân hồi dựng ngay. Tại nơi thiền tông Phật Đại, kính xin Đức Phật nhận ngài lời này. Chúng con kính nguyện tại đây, luân hồi sinh tử đứt dây buộc ràng. Đời con đã hết gian nan, cùng nhờ Đức Phật chỉ ràng thiền tông. Tâm con hiện tại không không, chúng con một lòng thực hiện thiền tông. Dù cho thế giới hoại không, người không có hoại lòng con vẫn bền. Nhờ Phật con đã đứng lên, đứng hồi sanh tử được lên được rồi. Đời con lên phúc Phật ôi, hôm nay sinh tử dứt rồi với con. Nam mô giáo chủ ta bà muội sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô giáo chủ ta bà muội sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô giáo chủ ta bà muội sư Thích Ca Mâu Ni Phật.